đề quý trời cho. Chương 501, chỉ sợ lại phải ghen rồi. Trong vòng vài ngày, chuyện Lâm gia trở thành phía hợp tác lớn nhất của kế hoạch cải tạo thành phố cũ đã truyền khắp kinh đô, tất cả mọi người đều rõ ràng kế hoạch cải tạo thành phố cũ ý nghĩa điều gì, cũng hiểu rõ Lâm gia sẽ mượn cơ hội này mà có địa vị thế nào. Dường như trong một đêm tất cả các tin đồn vốn lan truyền liên quan tới việc Lâm gia sắp xong đời trong kinh đô liền biến mất, thay vào đó là Lâm gia mượn cơ hội lần này để vực dậy lần nữa đến lúc đó cho dù là tập đoàn Ninh Vân cũng sẽ không có bất kỳ thực lực nào để đối chọi với Lâm Gia. Tất cả mọi người đều kinh thán lần khởi tử hồi sinh này của Lâm Gia, sự tích về Lâm Thanh Diện cũng vì vậy mà truyền khắp kinh đô, không ít người nói anh là hy vọng chấn hương Lâm Gia, anh sẽ dẫn dắt Lâm Gia đi tới huy hoàng mới. Audio điện tử võ tấn bền Vì trước đó Lâm Gia thất thế, nhà tổ Lâm Gia trở nên lạnh lẽo trước nay chưa từng có, những người trước đó muốn nịnh nọt Lâm gia đều biến mất trước cửa nhà tổ Lâm gia. Nhưng vì việc lần này Lâm gia lấy được phía hợp tác lớn nhất của kế hoạch cải tạo thành phố cũ, trước cửa nhà tổ Lâm gia lại trở nên càng thêm náo nhiệt, người đến tặng quà còn nhiều hơn trước đây không ít, việc mỗi ngày ông Độ cần làm chính là ngồi trong phòng khách tiếp đãi người của các xí nghiệp gia tộc cũng xem là có chút thực lực. Người những gia tộc hay xí nghiệp khá nhỏ phái tới tặng quà sẽ bị mời ra, căn bản không có cơ hội gặp được ông Độ, đừng nói tới gặp Lâm Thanh Diệt. Mặc dù là vậy, người đến tặng quà vẫn nườm nượp không dứt, vì tất cả mọi người đều rõ ràng, mượn cơ hội cải tạo thành phố cũ lần này, Lâm gia sẽ lại lần nữa một tay che trời ở kinh đô, tới lúc đó bất kể là tập đoàn Ninh Vân hay là thương hội Thiên Nguyên đều sẽ không còn là đối thủ của Lâm gia, ở kinh đô sẽ không còn ai có thể đối chọi với Lâm gia. Trong mấy ngày này, Kim Quốc Trung tụ tập với ba bên hợp tác vài lần, thương lượng hạng mục cụ thể của kế hoạch cải tạo trên căn bản Kim Quốc Trung mỗi lần đề ra một phương án đều sẽ giao cho Lâm Thanh Diện quyết định. Công Tôn Ninh không vui lắm với các quyết định của Lâm Thanh Diện, nhưng anh ta không có quyền lực phản bác, lần nào Lâm Thanh Diện cũng sẽ lựa chọn quyết định bất lợi với tập đoàn Ninh Vân, trắng trợn khiêu khích Công Tôn Ninh. Trong lòng anh ta tức giận, đề ra kháng nghị, lúc này cần có ba bên hợp tác tiến hành bỏ phiếu, mà Trung Thiên Nguyên lần nào cũng giành phiếu của mình cho Lâm Thanh Diện, Công Tôn Ninh chỉ có một phiếu đành theo sự bày bố, bất kể nói gì cũng không có tác dụng. Mặc dù trong lòng bực tức, nhưng Công Tôn Ninh lại không có cách nào, trong lòng anh ta rõ ràng, 6 triệu tỷ mình đầu tư vào kế hoạch cải tạo đã trở thành tiền vốn lót đường thay Lâm Thanh Diệt. Mà dần dần, anh ta cũng phát hiện thái độ của Kim Quốc Trung đối với Lâm Thanh Diệt, bất kể Lâm Thanh Diệt có đề nghị thế nào đối với kế hoạch cải tạo lần này, Kim Quốc Trung cũng sẽ đồng ý vô điều kiện như vậy liền tạo thành cảm giác công tôn ninh như bị hất ra ngoài, cho dù anh ta phản ứng chậm chạp cũng phát giác mờ ám trong chuyện này. Anh ta ý thức được mình có khả năng bị Lâm Thanh Diện đùa bớn, bất kể là Kim Quốc Trung hay là Trung Thiên Nguyên, hẳn đều đã bị Lâm Thanh Diện thu mua rồi. Sau khi có suy đoán này, công tôn ninh dứt khoát từ bỏ tham dự thảo luận kế hoạch cải tạo thành phố cũ, giao tất cả quyền quyết định cho Lâm Thanh Diện. Mà anh ta lại đầy bụng lửa giật, suy nghĩ cách khác đối phó anh nhiệm vụ lần này tới kinh đô của anh ta là diệt trừ lâm gia trong nội bộ công tôn gia lâm gia chỉ là một kết quả do phế vật mưu phản gia tộc xây dựng mà thôi trong mắt người công tôn gia căn bản không phải chuyện khó khăn gì nếu công tôn ninh ngay cả chuyện này cũng làm không xong sau này trong gia tộc tài nguyên chia cho anh ta e rằng sẽ càng thêm ít ỏi mà lâm gia bây giờ hoàn toàn dựa vào một mình lâm thanh diện chống đỡ chỉ cần anh ta có thể diệt trừ lâm thanh diện lâm gia cũng sẽ xong đời cho nên trong lòng anh ta đã có cách đối phó Lâm Thanh Diện. Lúc công tôn ninh đang lên kế hoạch làm thế nào để diệt trừ Lâm Thanh Diện thì Lâm Thanh Diện cũng không rảnh rỗi, bây giờ tiền trong tay công tôn ninh đã bị anh lừa, loại trừ công tôn ninh cũng chỉ thiếu chút thời gian và một cơ hội mà thôi. Tòa nhà thiên nguyên, phòng bệnh của Trung Linh Nhi. Lâm Thanh Diện canh giữ trước giường bệnh của cô ta, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô gái nằm trên giường, xuất thần. Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, từ tài từ ngoài đi vào, thấy biểu cảm của Lâm Thanh Diện, nở nụ cười. Tên nhóc cậu không phải trước giờ luôn nói trong lòng mình chỉ có vợ cậu sao, sao bây giờ cũng bắt đầu lăng nhăng rồi, nhìn con gái người ta lâu như vậy, cậu cũng không sợ vợ cậu biết được ghen à. Từ tài trêu chọc, Lâm Thanh Diện hồi thần, lườm ông ta, mở miệng nói, tôi đã xem Linh Nhi thành em gái ruột của mình rồi, cô ấy hôn mê không tỉnh, trong lòng tôi đương nhiên nôn nóng. Hơn nữa cô ấy thành ra dáng vẻ thế này cũng không tránh khỏi liên quan tới tôi, tôi quan tâm cô ấy một chút cũng là đương nhiên. Còn may lần này tôi không dẫn tú tới, nếu không bị nó nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, chỉ sợ lại ghen. Từ tài có chút cảm khái nói một câu. Lâm Thanh Diện lập tức xứng sốt, hỏi tú sẽ ghen. Tại sao? Từ tài bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng nghĩ quả nhiên tú nói không sai, đầu gỗ như Lâm Thanh Diện, căn bản không thể nào phát hiện cô ta có chút tâm tư đó với anh, dùng lời của Tú mà nói, Lâm Thanh Diện chính là trai thẳng sắt thép không thể bẻ cong. Không có gì không có gì, tôi tùy tiện nói linh tinh, tình huống của em gái cậu trước mắt đã ổn định rồi, chỉ cần uống thuốc tôi nấu đúng giờ, không tới một tuần hẳn sẽ có thể tỉnh lại. Từ tài chuyển đề tài. Nghe thấy lời này của ông ta, trong lòng Lâm Thanh Diện cũng thở phào một hơi, có từ tài đảm bảo, Trung Linh Nhi hẳn thực sự không có vấn đề gì. Lại ở cùng Trung Linh Nhi một lát, Lâm Thanh Diện bèn ra khỏi tòa nhà thiên nguyên, mấy ngày nay luôn nghĩ chuyện gây phiền phức cho tập đoàn Ninh Vân, suy nghĩ của anh cũng có chút hỗn loạn. Sau khi ra ngoài, anh không trực tiếp quay về Lâm ra, mà là dọc theo con đường đi về phía trước, định giải sầu. Sau khi biết chuyện hứa bích hoài mất tích không liên quan tới lạc tâm, thần kinh Lâm Thanh Diện ngày nào cũng nằm trong trạng thái căng thẳng, trạng thái tin tức không xác thực kiểu này luôn tra tấn người ta nhất. Nếu hứa Bích Hoài thật sự bị lạc tâm bắt cóc, anh bây giờ hẳn sẽ không lo lắng như vậy đáng tiếc là sau khi gặp lạc tâm hôm đó lâm thanh diện bèn điều động mạng lưới tình báo của quan lĩnh tra ra tất cả hoạt động của lạc tâm sau khi tới kinh đô xác định lạc tâm không có chỗ nào đáng ngờ nếu hứa bích hoài thật sự bị lạc tâm bắt cóc thì không thể nào không tìm ra chút manh mối nào lắc mạnh đầu lâm thanh diện tiếp tục đi về phía trước lúc đi qua một con hẻm anh nghe thấy bên trong truyền ra tiếng chửi mắng bèn nghiêng đầu nhìn vào trong một đám nhìn như du côn đang vây một người đàn ông trung niên vào trong góc, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với ông ta. Ánh mắt Lâm Thanh Diện rơi trên người người đàn ông trung niên đó, lập tức sướng sốt, người đang bị đánh lại là ba vợ anh, Hứa Quốc Hoa. Chương 502, cô không biết tôi là ai. CMN, hung hăng dạy dỗ đầu mốc này một trận cho tao, lại dám mạo danh ba vợ của Lâm Thanh Diện ở đây, cũng không lấy nước tiểu soi lại mình, Lâm Thanh Diện người ta là gia chủ Lâm gia ba vợ của anh ta, vậy e rằng là thần tiên, sao có thể là ăn xin này chứ? Tên du côn dẫn đầu đạp một cú lên người hứa quốc hoa, thấp giọng mắng. Tôi, tôi thật sự là ba vợ của Lâm Thanh Diện, các người mau thả tôi ra, nếu không bị Lâm Thanh Diện biết được, cậu ta nhất định sẽ không buông tha cho các người, cậu ta sẽ thay tôi xử lý các người. Hứa quốc hoa giơ tay che mặt mình lại, hét lên với đám du côn đó. Tên lưu manh cầm đầu cười khinh miệt một tiếng, Nói CMN ra vẻ ở đây, nói cho ông biết, bang thập tự chúng tôi thuộc về đại ca Lâm Thanh Diệt, anh ấy chính là lão đại của chúng tôi, nếu ông thật sự là ba vợ của đại ca Lâm Thanh Diệt, chúng tôi sẽ không biết sao. Các người dẫn tôi đi gặp Lâm Thanh Diệt, chỉ cần có thể gặp được cậu ta, thì có thể giải thích rõ rồi. Hứa Quốc Hoa vội nói. Tên Du Côn dẫn đầu lại tắt một cái lên mặt Hứa Quốc Hoa, mắng, đừng CMN cho rằng tôi không biết ông muốn làm gì ông cho rằng Lâm Thanh Diện đại ca ai cũng có thể tùy ý gặp sao. Ông cũng đừng ở đây lôi kéo quan hệ với Lâm Thanh Diện đại ca, chúng tôi không mắc lừa ông đâu, hôm nay nếu ông không lấy 60 triệu ra thì đừng mong rời khỏi con hẻm này. Lão đại, người này hẳn không phải là trốn khỏi bệnh viện tâm thần đi, nhìn ông ta ăn mặc rách dưới, còn tự xưng là ba vợ của Lâm Thanh Diện, ông ta có thể lấy ra 60 triệu sao? Tên lưu manh bên cạnh nghiêng đầu hỏi. Tên dẫn đầu lập tức trừng mắt hắn. Nói, lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, dù sao hôm nay không thể không có được đồng nào, nếu ông ta thật sự không lấy được tiền ra thì đánh gãy chân ông ta. Hứa Quốc Hoa mặt đầy tuyệt vọng, trên người ông ta bây giờ thật sự không có đồng nào, sau khi bị Tống Huyền Khanh đuổi ra khỏi nhà, ông ta vẫn luôn chưa từng quay về, sống vài ngày ở Hồng Thành dựa vào tiền còn lại trên người. Ông ta vốn định về nhà, nhưng vừa nghĩ tới khuôn mặt cọp cái của Tống Huyền Khanh, trong lòng ông ta liền sợ hãi. Ông ta bây giờ đã đối chọi ra mặt với bà ta rồi, nếu lúc này nhận thua quay về, Tống Huyền Khanh nhất định sẽ xử lý ông ta càng thêm dữ dội. Cho nên ông ta định đi tìm Lâm Thanh Diệt, dù sao đi nữa ông ta cũng là ba vợ của Lâm Thanh Diệt, anh nhất định sẽ không nhìn ông ta đói mà không quan tâm, nhưng sau đó ông ta đi hỏi tung tích của Lâm Thanh Diệt thì phát hiện anh đã rời khỏi Hồng Thành. Nghĩ tới nghĩ lui, Hứa Quốc Hòa cuối cùng quyết định đến kinh đô tìm Lâm Thanh Diệt, cho dù rời đi quê hương mình đã sống nhiều năm ông ta cũng không muốn lại đối mặt với con cọp cái tống huyền khanh nữa. Thế là ông ta dùng số tiền cuối cùng trên người mình để mua vé tàu hỏa tới Kinh Đô, một mình đến thành phố xa lạ này. Điện thoại của ông ta sớm đã bán đi lúc không có tiền ăn, cho nên căn bản không có cách nào liên lạc với Lâm Thanh Diệt, vừa khéo lúc này là lúc Lâm ra lấy được phía hợp tác lớn nhất của kế hoạch cải tạo thành phố cũ, danh tiếng đang thịnh, hứa quốc hoa nghe nói xong, trong lòng lập tức sinh ra hy vọng nhưng ông ta vẫn không biết nên đi tìm Lâm Thanh Diện thế nào, ông ta tới nhà tổ Lâm ra vài lần, chỉ là bên đó ngày nào cũng người tới tặng quà nườm nượp không dứt thấy ông ta ăn mặc nghèo nàn, không trực tiếp đuổi ông ta đi đã là không tệ rồi. Chính vào lúc này, hứa quốc hoa nghe nói tới bang thập tự, nghe nói bang thập tự này là bang phái dưới trướng Lâm Thanh Diện, hứa quốc hoa nghĩ chỉ cần tìm được người của bang thập tự, hẳn có thể tìm thấy Lâm Thanh Diện. Cho nên ông ta bèn tìm tới đám du côn này, Nói với chúng mình là ba vợ của Lâm Thanh Diệt, kêu chúng dẫn mình đi gặp anh. Tuy nhiên điều ông ta không nghĩ tới là những người này sau khi nghe thấy ông ta nói mình là ba vợ của Lâm Thanh Diệt, không nói hai lời liền dẫn ông ta tới hẻm nhỏ đập cho một trận, cho dù giải thích thế nào, những người này cũng căn bản không tin. Cầu xin các người buông tha cho tôi, các người dẫn tôi đi gặp Lâm Thanh Diệt, chỉ cần gặp được cậu ta, cậu ta nhất định sẽ cho các người tiền. Hứa Quốc Hoa bị đánh đến sắp khóc. DMN Lâm Thanh Diện đại ca không phải loại nghèo mạt như ông có thể gặp được, ông vẫn là nhanh chóng nghĩ xem trên người mình có thứ gì đáng tiền thì giao ra đây để giữ mạng đi. Tên cầm đầu hét lên với ông ta, trong lòng thầm nghĩ, nếu hắn thật sự có thể nhìn thấy Lâm Thanh Diện, còn cần ở đây đòi tiền người khác sao? Bang thập tự bọn hắn chỉ là một tổ chức du côn lấy danh nghĩa Lâm Thanh Diện mà thôi. Gần đây thanh danh của Lâm Thanh Diện ở toàn kinh đô như sấm rền bên tai, không ít người đều lấy danh nghĩa của anh để làm ra vẻ. Tên cầm đầu lại giơ tay lên, muốn tát lên mặt hứa quốc hoa, chính vào lúc này, hắn cảm thấy có người vỗ lên vai mình, bèn quay đầu lại xem. Đập vào mắt là khuôn mặt xa lạ, nhìn rất bình thường, ăn mặc cũng rất bình thường, không biết từ đâu chui ra. Mày CMN là ai? Tên cầm đầu hét lên với Lâm Thanh Diệt. Đám lưu manh đang muốn tay đánh chân đá với hứa quốc hoa cũng dừng lại, nhưng đầu nhìn sang anh. Các người không phải tổ chức dưới trướng Lâm Thanh Diện sao? Lâm Thanh Diện nhìn tên du côn đó hỏi: "Không sai, bang thập tự chúng tao là tổ chức lớn hàng đầu dưới trướng Lâm Thanh Diện, tao là đại tướng đắc lực hàng đầu dưới trướng đại ca Lâm Thanh Diện, mày đang làm gì? Hỏi cái này làm gì?" Tên cầm đầu lập tức tràn đầy kiêu ngạo nói: "À, vậy mày không biết tao là ai?" Lâm Thanh Diện cười. Lúc này Hứa Quốc Hoa cũng nhìn về phía Lâm Thanh Diện, thấy là anh, mặt thoáng chốc lộ ra biểu cảm kích động, nói: "Lâm Thanh Diện, mau cứu ba!" đám người này muốn đánh gãy chân ba ba ngàn dặm xa xôi tới tìm con không phải để bị người khác đánh gãy chân lâm thanh diện nhìn ông ta một cái gật đầu với ông ta ý bảo ông ta yên tâm đám lưu manh nghe thấy lời của hứa quốc hoa lập tức trừng to mắt có chút không dám tin nhìn sang lâm thanh diện tên cầm đầu trong lòng cả kinh vội nói ông vừa nãy gọi hắn ta là gì lâm thanh diện đó cậu ta chính là lâm thanh diện các người không phải thuộc hạ của Lâm Thanh Diện sao, sao có thể ngay cả cậu ta là ai cũng không biết. Hứa Quốc Hoa thấy Lâm Thanh Diện tới, lập tức trở nên không chút sợ hãi. DMN, tên cầm đầu lập tức mắng một câu, đại ca Lâm Thanh Diện chúng tao là thần tiên hạ phàm, ba đầu sáu tay, người phàm căn bản không cách nào nhìn thẳng, ông lại nói tên thấp hèn này là Lâm Thanh Diện, lừa ai chứ? Lâm Thanh Diện và Hứa Quốc Hoa lập tức đều cạn lời, họ đều không nghĩ tới, những người này nói linh tinh lại có thể khoa trương tới mức này tôi chính là lâm thanh diện ông ấy là ba vợ tôi các người lấy danh nghĩa của tôi ở ngoài lừa gạt biết sẽ có kết cục gì không lâm thanh diện lạnh giọng nói tên cầm đầu nhìn lâm thanh diện cười khinh thường một tiếng nói còn cmn ra vẻ ở đây các anh em tên này nói hắn chính là lâm thanh diện các người có tin không lão đại anh đừng đùa nữa Nhân vật truyền thuyết như Lâm Thanh Diện đại ca cho dù không phải thần tiên hạ phàm cũng không kém là bao, sao có thể là tên thấp hèn này? Ha ha ha, thật là cười chết tao rồi, một tên thấp hèn cũng dám mạo danh Lâm Thanh Diện, thật là đầu năm nay chém gió không cần đóng thuế mà. Theo em thấy, chúng ta cùng nhau đánh tên ngu ngốc này, không chừng còn có thể lấy chút tiền trên người hắn, còn nghe hắn phí lời gì ở đây. Tên cầm đầu cũng híp mắt, nhìn Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói, nhóc con Kết cục của ông già này mày cũng thấy rồi. Thức thời thì mau giao tiền trên người cho tao, nếu không kết cục của mày còn thảm hơn ông ta. Nói rồi hắn còn giơ nắm đấm như muốn phô trương sức mạnh trước mặt Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó giơ một tay về phía trước, cười nói kiên nhẫn một chút. Nói xong, tay đó của anh đã bắt lấy cánh tay tên cầm đầu, tiếp đó dùng sức kéo, toàn thân tên cầm đầu liền hung hăng đập xuống đất. Những tên lưu manh đứng sau lưng hắn thấy vậy đều cả kinh, lập tức muốn ra tay với Lâm Thanh Diệt. Đáng tiếc tốc độ của chúng sao có thể so với Lâm Thanh Diệt, chớp mắt, đám lưu manh đã ngã xuống đất. Hứa Quốc Hoa đứng dậy, hạnh tai lạc họa sao, nhìn đám lưu manh ngã trên đất, nói các người không phải lợi hại lắm sao, sao cả đám người như vậy lại bị một mình Lâm Thanh Diện xử lý rồi. Bây giờ các người đứng dậy hống hách cho tôi. Hạnh tai lạc họa sao, hạnh phúc vui mừng trước tai ương, đau khổ của người khác. Đám lưu manh đều ngã trên đất mặt đầy đau đớn, ánh mắt nhìn Lâm Thanh Diện đầy kiêng rè. Tên cầm đầu cắn răng ngồi dậy, hắn hung ác hét lên với Lâm Thanh Diện, mày, mày đừng cho rằng chuyện mày đánh chúng tao xem như xong, bang thập tự chúng tao không chỉ có mấy người chúng tao, đến lúc đó anh em của tao tới hết, sẽ cho mày biết cái gì gọi là hối hận. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời này của hắn, nhếch môi, sau đó lấy điện thoại ra, gọi một cuộc. Không tới 5 phút, bảy tám chiếc limousine đen dừng bên hẻm, đám đàn ông mặc tây trang đen từ trên bước xuống, đeo đính đen, nhìn đầy bá đạo. Tên cầm đầu còn đang chém gió sự lợi hại của bang thập tự bọn hắn với Lâm Thanh Diện, để Lâm Thanh Diện mau xin lỗi hắn. Sau khi thấy đám người mặc tây trang đi tới, bỗng nhiên nghịch mặt. Đám người mặc tây trang dừng lại trong hẻm, xếp thành hai hàng chỉnh tề, mặt đầy cung kính kho mình với Lâm Thanh Diện, đồng thanh gọi, gia chủ. Lâm Thanh Diện gật đầu với họ, sau đó đùa bỡn nhìn đám côn đồ sau lưng. Tên cầm đầu thân thể bắt đầu run rẩy, hắn giơ tay lên, chỉ đám người đó, lắp bắp nói: "Anh, chấm ANS thật sự là Lâm Thanh Diện." "Anh cho rằng thế nào?" Lâm Thanh Diện hỏi ngược lại. Đám lưu manh lúc này mới biết mình đã chọc tới ai, sợ hãi lập tức cầu xin anh tha thứ. Tên cầm đầu thậm chí còn trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Thanh Diện, dập đầu với anh. Lâm Thanh Diện không để ý phản ứng của họ xoay người nói với đám tay chân của Lâm ra, những người này lấy danh nghĩa của tôi lừa đảo bên ngoài, giúp tôi xử lý chúng, bên ngoài hẳn còn không ít người làm như chúng, cho các người ba ngày, sau này kinh đô không được xuất hiện tình huống như vậy. Dạ, đám người đồng thanh đáp, dọa vỡ gan đám côn đồ. chương 503, thân thế của hứa Bích Hoài. Trong phòng ăn cao cấp của một nhà hàng, Lâm Thanh Diện và hứa Quốc Hoa ngồi đối diện nhau, trên bàn bày hơn 10 cái đĩa, Hứa Quốc Hoa đang giơ hai tay nắm lấy đồ ăn trong đĩa ăn như hổ đói, ngay cả đũa cũng không dùng. Lâm Thanh Diện nhìn dáng vẻ ăn uống trật vật của Hứa Quốc Hoa, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm người ba vợ này của mình đúng là có chút uất ức. Một người đàn ông ra ngoài lăn lộn đến mức này, anh cũng thật sự không biết nên nói gì. Vừa rồi Hứa Quốc Hoa đã nói chuyện ông ta ra khỏi nhà đến kinh đô để tìm Lâm Thanh Diện cho Lâm Thanh Diện biết còn cầu xin Lâm Thanh Diện nhất định phải thu nhận và giúp đỡ ông ta, ông ta không muốn trở về đối mặt với con cọp cái tống huyền khanh kia. Dù thế nào đi nữa, hứa quốc hoa cũng là ba vợ của Lâm Thanh Diện, cho dù ông ta có hèn nhát đến mức nào, lúc này Lâm Thanh Diện cũng không thể để ông ta tiếp tục lưu lạc đầu đường. Lâm Thanh Diện đã thông báo để người nhà họ Lâm sắp xếp chỗ ở cho hứa quốc hoa, chờ lát nữa cơm nước xong xuôi, hứa quốc hoa có thể qua đó ở. Sau khi ăn sạch sẽ tất cả đồ ăn trong đĩa, Hứa quốc hoa dùng khăn giấy lau miệng, còn ợ hơi một tiếng, cười hướng Lâm Thanh Diện nói, Lâm Thanh Diện, quả nhiên vẫn là con tốt với ba, con có biết không, đã nhiều ngày rồi tôi chưa được ăn một bữa cơm no, bữa ăn ngày hôm nay là bữa ăn mà ba thấy thỏa mãn nhất trong đời. Lâm Thanh Diện gật đầu cười, nói, ba ăn no là được. Hứa quốc hoa nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, mở miệng hỏi, vẫn không có tin tức của Bích Hoài sao sắc mặt lâm thanh diện cũng trở nên lạnh lẽo khẽ gật đầu với hứa quốc hoa nói đã tìm kiếm toàn bộ khu vực giang bắc không thấy bóng dáng bích hoài ở bất cứ đâu ba cẩn thận nhớ lại một chút trong thời gian con không có ở đây tống huyền khanh hoặc là bích hoài có trêu chọc đến người nào khác không hứa quốc hoa lắc đầu nói ba biết chắc chắn con cũng biết mặc dù tống huyền khanh là một người phụ nữ điên nhưng bà ta gây ra những phiền phức kia cũng đã đủ nhiều không thể nào lại có những phiền phức khác lâm thanh diện bất đắc dĩ thở dài loại chuyện không có bất cứ đầu mối nào thế này thường khiến người ta dằn vặt nhất ánh mắt hứa quốc hoa hiện lên vẻ do dự giống như đang suy nghĩ điều gì đó một lát sau ông ta thở dài mở miệng hỏi lâm thanh diện con coi ba là ba vợ con sao ba là ba của bích hoài con đương nhiên coi ba là ba vợ tại sao đột nhiên lại hỏi như vậy vẻ mặt hứa quốc hoa tương đối trịnh trọng nói tiếp nếu như ba nói là nếu như ba không phải ba ruột của bích hoài con vẫn đối xử với ba như vậy sao? Lâm Thanh Diện sững sờ, lập tức hỏi, cho dù ba không phải ba ruột của Bích Hoài, cô ấy cũng là do ba nuôi dưỡng và dạy dỗ, phần ân tình này không thể coi nhẹ, chỉ riêng điều này cũng đủ để con kính trọng. Vậy Tống Huyền Khanh thì sao? Nếu như bà ta không phải mẹ đẻ của Bích Hoài, bà ta đã làm những chuyện đó, con sẽ đối xử thế nào? Hứa Quốc Hoa hỏi tiếp. Lâm Thanh Diện trầm mặc, lần này hứa Bích Hoài xảy ra chuyện, có thể nói là do Tống Huyền Khanh âm thầm tác động, nếu như Tống Huyền Khanh không làm những việc kia, có lẽ Hứa Bích Hoài cũng sẽ không xảy ra những chuyện như vậy. Cộng thêm việc trước đó Tống Huyền Khanh đã làm những chuyện đó với Hứa Bích Hoài, nếu như không phải vì bà ta là mẹ của Hứa Bích Hoài, có lẽ Lâm Thanh Diện đã sớm chém bà ta thành trăm mảnh. Bây giờ Hứa Quốc Hoa đột nhiên nói như vậy, nếu như Tống Huyền Khanh không phải là mẹ đẻ của Hứa Bích Hoài, anh thật sự không biết mình nên đối xử thế nào với Tống Huyền Khanh. Thấy Lâm Thanh Diện trầm mặc, Hứa Quốc Hoa cũng lắc đầu, mặc dù biết nếu như bây giờ mình nói ra một số chuyện bí mật trong lòng, rất có thể Tống Huyền Khanh sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm, nhưng có một số việc đã không thể không nói. Ông ta lấy một chiếc vì từ trong áo của mình và mở ra, bên trong lộ ra một bức ảnh đã ố vàng. Trên tấm ảnh là một em bé được quấn trong tã lót, mà bên cạnh em bé là một cái thùng rác. Hứa Quốc Hoa đưa bức ảnh cho Lâm Thanh Diện, sau đó khẽ nói, "Bích Hoài quả thật không phải con gái ruột của bọn ta. Lâm Thanh Diện cúi đầu nhìn chằm chằm vào bức ảnh kia, sau khi nghe xong lời nói của hứa quốc hoa, lập tức mở to hai mắt, vẻ mặt đều là sự khó tin. Bức ảnh này được chụp vào năm đó khi ba Nhật Bích Hoài về, lúc đó ba và Tống Huyền Khanh cũng vừa có con, đáng tiếc đứa bé kia vừa sinh ra đã bị bệnh, không quá hai ngày đã chết hiểu. Hôm đó chính là ngày mà đứa trẻ của ba và Tống Huyền Khanh ra đi, tâm trạng của ba vô cùng nặng nề, Vậy nên ba đi bộ một mình trên đường cái, đi tới đi lui đã đến một ngõ nhỏ không có người, sau đó ba nghe thấy có tiếng khóc cách đó không xa, lúc đó ba còn tưởng rằng mình thương tâm quá độ nên xuất hiện ảo giác, liền thuận theo âm thanh đó tìm qua. Kết quả là ở bên cạnh thùng rác thấy được đứa bé này, lúc ấy ba thật sự cho rằng mình đang nằm mơ, còn hung hăng véo hai cái vào tay mình, sau đó mới chắc chắn đứa bé này thật sự tồn tại. Mặc dù vừa mất đi đứa con khiến ba vô cùng thích đứa bé. Nhưng khi nhìn thấy đứa bé bên cạnh thùng rác, phản ứng đầu tiên của ba chính là nhanh chóng kiểm tra xung quanh nó. Đáng tiếc là không phát hiện được manh mối hữu hiệu nào, nó giống như bị người ta bỏ lại ở đó, đáng thương và bất lực. Khi đó ba muốn báo cảnh sát, nhưng ba lại vô cùng thích đứa bé này, vừa mới mất đi đứa con, đột nhiên tôi lại gặp được một đứa bé ở bên cạnh thùng rác như vậy, sao có thể nhẫn tâm để người ta đưa nó đến viện mồ côi chứ? Ba cảm thấy nó chính là thiên sứ trong đời mình. Đây là cơ hội mà ông trời đã cho ba, vậy nên ba đã ích kỷ ôm đứa bé này về nhà, coi nó như đứa con ruột của mình. Khi đó mở dã lót của đứa bé ra, phát hiện bên trong có một tờ giấy, trên giấy có lẽ ghi một địa chỉ, nhưng đã bị ướt do nước tiểu nên chữ viết ở trên đó mơ hồ không rõ, tôi chỉ có thể phân biệt được chữ phía trước, nếu không sai, có lẽ là thành phố T. Nhưng chỉ dựa vào những chữ này, ba cũng không thể nào đoán ra được đứa bé này là người từ nơi nào đến. Nghĩ thành phố tê cách nơi này của chúng ta xa như vậy, căn bản không hề có ý định đưa nó trở về. Nghe đến đây, đôi mắt Lâm Thanh Diện lập tức sáng lên, trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy đoán, nhưng anh cũng không vội ngắt lời hứa quốc hoa mà tiếp tục nghe ông ta kể lại. Vừa vặn khi đó chỉ có ba và Tống Huyền Khanh biết chuyện con của bọn ta chết hiểu, khi ấy ông cụ vô cùng coi trọng việc có con cháu, đứa bé của ba và Tống Huyền Khanh đến đã được coi như muộn, lúc đầu địa vị trong nhà đã không cao, nếu đứa bé này cũng mất. Hai người bọn ta chỉ sợ sớm sẽ bị ông cụ đuổi ra khỏi nhà họ hứa. Vậy nên bọn ta liền che giấu chuyện này, đem đứa bé được nhặt về trở thành con đẻ của bọn ta, cũng chưa từng đề cập đến chuyện đứa con của bọn ta chết hiểu ra bên ngoài. Tống Huyền Khanh cũng rất thích đứa bé này, khi con của bọn ta chết, bà ta cũng bị đả kích vô cùng lớn, đoạn thời gian đó tinh thần bà ta đều có chút không bình thường, mà đứa bé này đến đã xoa dịu tình hình này của bà ta, cũng chính vì vậy Tống Huyền Khanh vô cùng ỉ lại đối với Bích Hoài, coi nó là tất cả của mình, muốn cả đời đều khống chế nó trong lòng bàn tay của mình. Bây giờ Bích Hoài mất tích, ba lại bị đuổi ra khỏi nhà, ba cảm thấy những chuyện này có lẽ nên để con biết, dù sao bây giờ con mới là người có quan hệ gần nhất với Bích Hoài, cũng chỉ có con mới có thể bảo vệ nó. Tống Huyền Khanh đã thành một người điên, bà ta hoàn toàn không cân nhắc đến chuyện Bích Hoài cũng là một con người, bà ta đem Bích Hoài trở thành một nước cờ hàng đầu cho cuộc sống yên ổn và hạnh phúc của bà ta trên thế giới này. Nếu Bích Hoài tiếp tục bị bà ta không chế thì cả đời này của Bích Hoài sẽ bị hủy hoại. Mặc dù bây giờ không rõ tung tích của Bích Hoài, nhưng bà hy vọng sau khi con tìm Bích Hoài trở về, có thể trở thành cánh tay vững chắc nhất của nó. Nếu có thể, con cũng có thể giúp nó tìm được gia đình ban đầu của nó. Đúng rồi, con nói xem có khả năng gia đình ban đầu của Bích Hoài đã tìm được nó, chỉ là trùng hợp ngày hôm đó Bích Hoài xảy ra chuyện, bọn họ trực tiếp đưa Bích Hoài đi mà không thông báo cho bất cứ ai hay không. Sau khi Lâm Thanh Diện nghe Hứa Quốc Hoa kể lại, trong lòng cũng cảm khái không thôi, anh không ngờ Hứa Bích Hoài lại còn có thân phận như vậy, mà cho tới bây giờ anh mới hiểu tại sao Tống Huyền Khanh lại luôn muốn nắm giữ Hứa Bích Hoài trong lòng bàn tay. Nghe thấy suy đoán sau cùng của Hứa Quốc Hoa, Lâm Thanh Diện cũng nhẹ gật đầu nói, lúc ba vừa nói, con cũng đã nghĩ đến khả năng này cho dù thành phố T có manh mối của Bích Hoài hay không, Trung Quy lại vẫn nên tới đó tìm kiếm. Chuyện tìm người cũng chỉ có thể dựa vào con, con cũng biết tình hình của ba, uất ức cả một đời, cũng không phấn đấu được thành tích gì, bây giờ đến nhà cũng không dám trở về, đối với chuyện tìm người này, ba không thể giúp được bất cứ chuyện gì. Hứa Quốc Hoa nói, Lâm Thanh Diện mỉm cười. Nói, ba có thể nhặt Bích Hoài từ bên cạnh thùng rác mang về cũng đã là chuyện chính xác nhất trên đời này, nếu như ba không đem cô ấy trở về, làm sao con có cơ hội gặp gỡ cô ấy chuyện tìm kiếm bích hoài cứ đặt trên người con là được hứa quốc hoa nhẹ gật đầu đứng dậy nói đã vài ngày ba không được ngủ ngon bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi tốt một chút không phải con đã sắp xếp cho tôi một nơi ở sao bây giờ ba có thể đi qua không có thể để con cho người đến đón ba lâm thanh diện nói xong liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại sau khi tiến hứa quốc hoa rời đi Lâm Thanh Diện cũng nhanh chóng trở về nhà họ Lâm, vì cân nhắc đến chuyện có khả năng hứa bích hoài mất tích có liên quan đến thân thế trước kia của cô, vậy nên anh nhất định phải nhanh chóng sắp xếp người đi đến thành phố Tê tìm kiếm tung tích của hứa bích hoài. Đây có thể là đầu mối cuối cùng của anh về hứa bích hoài, vậy nên anh không thể bỏ qua bất cứ khả năng nào, cho dù phải hao phí tài nguyên giá trên trời anh cũng nhất định tìm được hứa bích hoài trở về. Lấy điện thoại di động ra, Lâm Thanh Diện bấm số điện thoại đặc biệt dùng để liên lạc với nhân viên quan lĩnh. Điều động tất cả mọi nguồn lực có thể, tiến về thành phố Tê để điều tra tung tích của vợ tôi, nếu có tin tức, báo ngay cho tôi biết trước tiên. chương 504, nhận lỗi. Tập đoàn Ninh Vân. Công Tôn Ninh ngồi trong văn phòng, nhìn chằm chằm vào đống tài liệu mà Lạc Tâm mang đến, cau chặt mày. Lúc này vết thương trên mặt của Lạc Tâm gần như đã bình phục, nhưng cánh tay của cô ta vẫn còn được băng bó và quàng trên cổ, còn rất lâu mới có thể bình phục. Số tiền đầu tư vào dự án tái thiết khu phố cũ của chúng tôi đã gần xài hết một nửa rồi, theo như tôi biết, nhà họ Lâm và thương hội Thiên Nguyên Tuy đã đầu tư nhiều tiền như vậy, nhưng cái kế hoạch này từ khi bắt đầu đến hiện tại, căn bản không có dùng tiền của bọn họ qua, chúng ta lần này chỉ e là bị lừa rồi." Lạc Tâm nói. Nghe thấy lời của Lạc Tâm xong, Công Tôn Ninh trực tiếp đứng dậy trước bàn, vươn tay cầm lấy văn kiện trên bàn, xé nát ra. Thứ chết tiệt này rốt cuộc là làm sao mà mua chuộc được Kim Quốc Trung vậy? Nhà họ lâm của hắn rõ ràng đã sắp toi rồi, Kim Quốc Trung đã nhìn trúng điểm nào của lâm thanh diện vậy chứ? Vậy mà lại liên hợp với hắn ta gài bẫy tôi, công tôn ninh điên cuồng hết. Lạc tâm trông cũng có chút ảo não, chỉ là trước mắt tất cả mọi thứ của cô ta đều là do công tôn ninh cho. Nếu như công tôn ninh không làm được gì lâm thanh diện, vậy cô ta càng không có cách. Lâm Thanh Diện này kể từ năm đó bị tôi và chị tôi liên thủ đuổi ra khỏi nhà họ Lâm thì đã trở nên có chút khác rồi, cậu ta rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn, căn bản không có ai rõ, có lẽ là chúng ta đã quá đánh giá thấp cậu ta rồi. Lạc Tâm mở miệng nói, ánh mắt của công tôn ninh lập tức toát lên hai đường sát khí, nghiến răng nói, hắn ta dù có có thủ đoạn, cũng chẳng qua chỉ là một tên nhiệt chủng của kẻ phản tộc để lại thôi, thủ đoạn của loại người này dù có nhiều, không lẽ còn có thể đối kháng với nhà công tôn của tôi sao? Hừ, nếu đã không thể trừ khử nhà họ Lâm trên thương nghiệp, vậy tôi đổi một cách khác, nhà họ Lâm trước mắt toàn bộ dựa vào một mình Lâm Thanh Diện chống đỡ, chỉ cần trừ khử hắn, nhà họ Lâm như rồng mất đầu, sẽ chẳng là gì cả. Lạc Tâm cảm nhận được sát khí trên người Công Tôn Ninh, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, cô ta hiểu sự khác biệt giữa Công Tôn Ninh, cậu chủ của dòng họ Công Tôn và những cậu chủ của những gia tộc ở kinh đô kia. Trong lòng cô ta, Lâm Thanh Diện quả thực không có gì để chống đối lại Công Tôn Ninh cao thủ đến từ Quan Lĩnh mà lần trước cậu nói, thật sự lợi hại như miêu tả sao? Quan Lĩnh là chỗ nào chứ? Tại sao tôi lại chưa từng nghe nói qua nơi này? Lạc Tâm nhìn chằm chằm vào Công Tôn Ninh mở miệng hỏi. Quan Lĩnh đã trở thành một bí mật mà chỉ có xã hội thượng lưu thực sự mới có thể chạm vào, một nhân vật cấp bậc như cô làm sao có thể biết được sự tồn tại của Quan Lĩnh chứ? Công Tôn Ninh bĩu môi, Chiến Thần bảng Quan Lĩnh, đại diện cho chiến lực siêu cường của Quan Lĩnh người mà tôi mời là người đứng đầu chiến thần bảng, ở trong quan lĩnh, người này có danh xưng nhân vương, chỉ mình hắn đã có thể chống lại hàng trăm tên côn đồ không ra gì của các người ở đây rồi, nếu như ở thời cổ đại, một mình hắn chính là một đội quân. Nghe sự miêu tả của công tôn ninh, trong lòng lạc tâm giấy lên sự kinh hãi nồng đậm, không ngờ trên thế giới này lại có thể có một người có thể chống lại một đội quân, nếu như thật sự là vậy, thì cho dù thực lực của Lâm Thanh Diện có mạnh, Chắc chắn cũng không thể đối địch với vị nhân vương mà công tôn Ninh nói này. Vậy cao thủ mà cậu mời, khi nào mới có thể đến?" Lạc Tâm hỏi. Quan lĩnh cách kinh đô khá xa, hơn nữa muốn mời người từ quan lĩnh không phải là chuyện dễ, nhưng theo như tôi ước chừng, hắn sẽ đến kinh đô nhanh thôi. Tôi đã nghĩ xong sẽ đối phó với Lâm Thanh Diện thế nào rồi, bây giờ chỉ còn chờ vị nhân vương này đến nữa thôi, chỉ cần hắn đến kinh đô, kế hoạch của tôi liền có thể thực thi rồi. Lần này tôi nhất định phải khiến Lâm Thanh Diện chết không trốn chôn thây. Khóe môi Lâm Thanh Diện từ từ cong lên, trong ánh mắt cũng lộ ra một nụ cười trông đợi. Nhà tổ họ Lâm. Lâm Thanh Diện lúc này đang ngồi trong phòng khách, uống trà cùng một người đàn ông mặc đồ vest màu xanh, đeo kính gọng vàng. Tên của người đàn ông này là Khương Ngọc Lương, là lão tổng của bất động sản Vạn Long ở Kinh Đô. Bất động sản Vạn Long có tiếng tăm khá mạnh ở Kinh Đô, vào thời Hoàng Kim năm đó cũng chỉ kém nhà họ Lâm một chút mà thôi. Bây giờ mọi người đều biết nhà họ Lâm sẽ đạt được địa vị gì ở Kinh Đô, bất động sản Vạn Long đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội nịnh hót nhà họ Lâm. Mà lão tổng của bất động sản Vạn Long cũng là một trong số ít người có đủ tư cách để ngồi trò chuyện với Lâm Thanh Diện. Gia chủ nhà họ Lâm thật sự là thiên tài trăm năm hiếm có, tuổi còn trẻ như vậy mà đã dẫn dắt gia tộc họ Lâm đến một tầm cao như vậy điều này thật khiến đám người đã bước nửa chân vào trong đất như chúng tôi xấu hổ a à. khương ngọc lương mỉm cười khen ngợi lâm thanh diện khương tổng quá khen rồi lâm thanh diện lịch sự đáp một câu bây giờ bất động sản vạn long của chúng tôi đã nhìn chúng một mảnh đất cách khu phố cổ không xa bây giờ vẫn còn là một viện phúc lợi cho trẻ em tôi đã mua mảnh đất đó và dự định sẽ dỡ bỏ viện phúc lợi đó trong tương lai gần đến lúc thi công xây dựng có thể vẫn cần sự chiếu cố của gia chủ lâm hy vọng gia chủ Lâm có thể chiếu cố nhiều nhiều. Khương Ngọc Lương nói, Lâm Thanh Diện lúc này đang nghĩ đến thân thế của hứa Bích Hoài, căn bản không có nghe lời nói của Khương Ngọc Lương cho lắm, đợi ông ta nói xong, cũng chỉ tùy tiện gật gật đầu. Số trà này là tôi chuyên môn phái người đi Vân Nam đem về, toàn bộ đều là sản xuất thủ công, nguyên liệu được lựa chọn cẩn thận, cái này cũng không tính là quá cáp gì, hy vọng gia chủ Lâm được để bụng, nhất định phải nhận A. Khương Ngọc Lương đưa cho Lâm Thanh Diện một hộp trà, trên hộp trà có một tờ giấy, trên đó là liệt những mục quả cáp lớn, cộng lại giá trị vài tỷ, lá trà chỉ là lớp vỏ, thứ mà Khương Ngọc Lương thật sự muốn tặng chính là thứ trên tờ giấy đó. Lâm Thanh Diện cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái hộp trà đó một cái, đẩy tờ giấy bên trên về lại cho Khương Ngọc Lương, chỉ lấy hộp trà. Tôi nhận hộp trà này, lát nữa đem cho ba vợ tôi uống, còn lại thì bỏ đi, thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi qua chỗ ba vợ một chuyến, Ông Độ, ông chiêu đãi Khương Tổng dùm tôi. Lâm Thanh Diện nói xong, đứng dậy khỏi ghế sofa, đi ra bên ngoài. Ông Độ ngồi ở bên cạnh mỉm cười nhìn Khương Ngọc Lương một cái, mở miệng nói, gia chủ nhà chúng tôi luôn không thích người khác tặng quà quá quý, Khương Tổng thu lại đi. Khương Ngọc Lương tuy cảm thấy ngược, nhưng cũng không dám nói gì, hơn nữa Lâm Thanh Diện ít nhất đã lấy hộp trà đó của ông ta, ông ta nghe nói mấy người đến tặng lễ, chưa từng tặng được một món nào thành công cả. So với người khác, ông ta đã coi như là tốt lắm rồi. Sau khi ra khỏi nhà tổ họ Lâm, Lâm Thanh Diện đến nơi mà Hứa Quốc Hoa ở, cho hộp trà đó cho ông ta, thuận tiện hỏi Hứa Quốc Hoa ở đây có quen không. Không có sự trói buộc của Tống Huyền Khanh, Hứa Quốc Hoa có thể nói là thoải mái chưa từng có, hơn nữa Lâm Thanh Diện đã bao hết tất cả các chi phí của ông ta ở đây rồi, sao ông ta có thể ở không quen chứ? Lâm Thanh Diện vừa mới đến chỗ ở của Hứa Quốc Hoa, Hứa Quốc Hoa liền bắt đầu cảm kích Lâm Thanh Diện, hơn nữa còn vô cùng áy náy với Lâm Thanh Diện về thái độ đối với anh trước đây, và cả những chuyện đã làm sai. Lâm Thanh Diện không chịu nổi khi Hứa Quốc Hoa cứ mãi lải nhải bên tai anh, cho nên ở lại chẳng bao lâu thì nói mình còn có việc nên đi ra khỏi tiểu khu. Đến cửa tiểu khu, Lâm Thanh Diện vốn dĩ định bắt xe đến tòa nhà Thiên Nguyên, xem thử tình hình trước mắt của Trung Linh Nhi, chính vào lúc anh đi đến bên đường, vươn tay muốn bắt xe thì một thân ảnh vội vàng chạy qua trước mắt anh, trực tiếp tông trúng tay của anh. Đó là một cô gái, thân hình mảnh mai, trong lòng còn ôm một sấp văn kiện, sau khi tông vào tay của Lâm Thanh Diện thì không đứng vững, nằm sấp xuống mặt đất. Cô ta vội vàng trồm dậy thu dọn văn kiện rơi trên mặt đất, trông có chút hấp tấp, Lâm Thanh Diện có chút áy náy, lập tức ngồi xổm xuống giúp cô ta nhặt số văn kiện đó lên. Thực xin lỗi, hồi nãy tôi không chú ý thấy cô, không cẩn thận làm vướng lấy cô, cô ngã không sao chứ? Lâm Thanh Diện quan tâm hỏi một câu. Cô gái đó ngẩng đầu lên, mỉm cười với Lâm Thanh Diện, nói, không sao, tôi tự nhặt là được rồi. Chính vào lúc này, Lâm Thanh Diện sững sờ, bởi vì cô gái trước mắt này thực sự quá giống với Hứa Bích Hoài rồi, đặc biệt là vào giây phút cô ta cười, Lâm Thanh Diện còn tưởng là Hứa Bích Hoài quay về rồi nữa. "Bích, Bích Hoài, là em sao?" Cô gái lập tức sững người, hỏi, Bích Hoài, đó là ai? Lâm Thanh Diện lúc này mới hồi thần, ánh mắt tập trung lại, phát hiện người trước mắt chỉ có một chút giống hứa Bích Hoài thôi, giữa hai người vẫn có một sự khác biệt lớn. Lâm Thanh Diện chỉ là quá nhớ hứa Bích Hoài, cho nên vào giây phút nhìn thấy cô gái này lúc nãy sinh ra ảo giác mà thôi. Thật, thật xin lỗi, tôi nhìn nhầm rồi. Lâm Thanh Diện có chút xấu hổ mà giải thích. Cô gái đó không nói gì nữa, sau khi nhặt văn kiện ở dưới đất xong, liền tiếp tục chạy về phía trước. Lâm Thanh Diện đứng tại chỗ sững sờ một hồi, cô gái hồi nãy đã khơi dậy một số ký ức của anh đối với Hứa Bích Hoài, nghĩ đến Hứa Bích Hoài hiện nay không rõ tung tích, trong lòng lại dấy lên một hồi cảm thương. Cô gái hồi nãy hình như rất vội, giống như là gặp phải rắc rối gì đó, cô ta và Bích Hoài giống nhau như vậy, hẳn cũng là người có tâm địa lương thiện, hay là theo qua đó xem thử cô ta gặp phải chuyện gì, nói không chừng giúp người ta giải quyết một số rắc rối, có thể khiến mình an tâm hơn chút. Lâm Thanh Diện tự mình lẩm bẩm một câu, sau đó liền chạy theo cô gái về phía trước. Cô gái trông có vẻ rất vội, cơ thể mảnh mai chạy rất nhanh, hẳn là thật sự đã gặp phải chuyện gấp gì đó rồi. Lâm Thanh Diện mãi đi theo sau cô gái, trong lòng nghĩ nếu như là chuyện rắc rối gì đó, anh có thể giúp đỡ giải quyết một chút, nếu như không phải, hoặc là chuyện anh không thể nhúng tay được, anh cũng chỉ có thể để mặc thôi. Không bao lâu, cô gái quẹo vào một con hẻm, đi đường tắt đến trước một cái cửa lớn sau khi lâm thanh diện theo qua đó phát hiện bên trên cái cửa lớn đó viết mấy chữ lớn viện phúc lợi nhi đồng chỉ là mấy chữ đó đã bị rỉ sét trông có vẻ đã rất lâu rồi mà lúc này ở trước cửa viện phúc lợi có hai chiếc máy xúc đang đậu ở đó có rất nhiều thanh niên tay cầm gậy trông rất không thân thiện mà ở cửa của viện phúc lợi mấy người lớn dắt theo một đám trẻ con đứng đối diện với hai cái máy xúc đó nhìn biểu hiện trên mặt bọn họ đều rất là phẫn nộ nhìn thấy cảnh này trong lòng Lâm Thanh Diện đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Cương ép phá rỡ, không còn là mới mẻ trong thời đại tất đất tất vàng này. chương 505, nói đạo lý bằng nắm đấm. Tôi khuyên các người mau né qua một bên đi, máy xúc ở đằng sau chúng tôi và gậy trong tay mấy anh em này của tôi không có mắt đâu. Các người dắt theo đám con nít này chặn ở đây, đợi lát nữa nếu như xảy ra chuyện, bọn tôi không chịu trách nhiệm đâu. Phía trước đám thanh niên tay cầm gậy đó là một người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ, để đầu trọc, trên cái đầu trọc có một vết sẹo rất nổi bật. Trên tay hắn ta kẹp điếu thuốc lá, biểu cảm hung thần bặm trợn, cất giọng hét lên với giáo viên và đám con nít ở đối diện với vẻ mặt hung hãn. Trong đám cô giáo đó có một người phụ nữ trung niên cỡ 4 đến 50 tuổi, đầu tóc đã có chút bạc trắng, trong lòng bà ta đang che chở hai đứa trẻ, nghe thấy lời nói của tên đầu trọc xong, vẻ mặt phẫn nộ, trực tiếp bảo vệ hai đứa bé ở đằng sau mình hoàn toàn không e sợ mà hét lên với tên đàn ông đầu chọc một câu, cái viện phúc lợi này ban đầu là miếng đất mà bên trên đặc biệt phê chuẩn, chuyên dùng để xây viện phúc lợi, các người dựa vào một số thủ đoạn không đẹp lấy được cái miếng đất này, hoàn toàn không màng đến sống chết của lũ trẻ. Các người rốt cuộc là có lương tâm không? Hôm nay nếu như các người dỡ bỏ viện phúc lợi, vậy thì phải bước qua xác của tôi, tôi không tin thế giới này không còn vương pháp nữa. Người đàn ông đầu chọc nghe thấy lời nói của cô giáo trung niên, trong mắt cũng lóe qua một tia sắc bén hung hãn, sau đó vẫy vẫy tay với hai cái máy xúc ở đằng sau, hai cái máy xúc đó lập tức khởi động, có một cảm giác như có thể cán qua bất cứ lúc nào. Đây là yêu cầu do tự bà đề ra, mọi người đều nghe thấy rồi, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Mấy đứa trẻ và mấy cô giáo khác nhìn thấy tên đầu chọc vậy mà lại thật sự muốn lái máy xúc cán qua đây, lập tức hoảng loạn, mấy cô giáo vội vàng đi khuyên cô giáo trung niên đó chỉ là cô giáo trung niên đó đã coi thường cái chết, đứng tại chỗ bất động, dùng hai mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đầu chọc, như muốn nhìn thấu cả linh hồn của hắn ta vậy. Lúc này xung quanh viện Phúc Lợi đã có rất nhiều người vây đến hóng chuyện, mấy người này nhìn thấy tên đầu chọc vậy mà lại thật sự khởi động máy xúc, ai nấy cũng lo lắng thay cho nữ giáo viên trung niên kia. Chỉ là không ai trong số họ đứng ra lên tiếng bênh vực cô giáo và những đứa trẻ này, dù sao cũng không có ai muốn gây phiền phức cho mình, chỉ thích xem náo nhiệt mà thôi. Người đàn ông đầu chọc chỉ huy chiếc máy xúc lái từng chút về phía trước, tiến lại gần đến trước mặt nữ giáo viên trung niên. Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện đi theo cô gái đến cửa viện Phúc Lợi, cô gái nhìn thấy hai cái máy xúc đã sắp đến trước mặt của nữ giáo viên trung niên rồi, vội vàng ôm lấy văn kiện trong tay mình chạy qua đó, sau đó giang hai cánh tay mình ra, chặn ở trước mặt nữ giáo viên trung niên. Chỗ tôi có bản văn kiện in hợp đồng mua bán đất của các người, bên trên viết rõ ràng, các người mua miếng đất viện Phúc Lợi này, nếu như muốn dỡ bỏ viện phúc lợi thì phải có nghĩa vụ sắp xếp cho những đứa trẻ trong viện phúc lợi trước đã. Bây giờ các người phớt lờ điều kiện trong hợp đồng, căn bản không quan tâm đến sống chết của mấy đứa trẻ này, không lẽ các người định nhìn mấy đứa trẻ này chết mà không màng sao? Cô gái gióng giặc hùng hồn mà hét lên với mấy người ở đối diện. Người đàn ông đầu chọc nhìn văn kiện mà cô gái cầm, lập tức cau mày lại, ban đầu ký hợp đồng, quả thực có một điều khoản như vậy, nhưng cái này cũng chỉ là viết cho có thôi, Đợi lấy được đất, ai còn thật sự đi quản đến sống chết của mấy người viện phúc lợi này nữa chứ? Bọn họ cũng đều rõ, bên trên bán đất rồi, cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện sau đó nữa. Còn về mấy người ở viện phúc lợi này, bọn họ sẽ không nói là không quan tâm, chỉ là cứ mãi dây dưa chỉ hoán, dây đến khi bọn họ mất kiên nhẫn rồi, tự mình bỏ cuộc. Đây cũng là thủ đoạn mà trước đây bọn họ quen dùng. Bọn tôi cũng không có nói là không quan tâm đến mấy người viện phúc lợi các người A chỉ là bọn tôi cần xây một viện phúc lợi mới cho các người, cần phải có tiền đầu tư, không dỡ bỏ chỗ này để bắt đầu xây dựng, thì chúng tôi lấy đâu ra tiền để quản các người đây, bây giờ các người chặn không cho cho bọn tôi dỡ, đây không phải là làm khó bọn tôi sao? Người đàn ông đầu chọc cười lạnh, các người đây là cưỡng từ đoạt lý, các người một ngày không sắp xếp cho đám trẻ viện phúc lợi xong thì các người đừng mong bọn tôi cho các người dỡ, trừ phi trừ phi các người cắn qua người tôi. Vẻ mặt cô gái sốt sắng, cô ta làm sao mà có thể đối phó nổi với con người không biết nói lý như tên đàn ông đầu chọc này chứ. Người đàn ông đầu chọc cười với cô gái, mở miệng nói, cô gái nhỏ, nhìn bộ dạng của cô, chắc cũng mới hơn 20 tuổi đầu thôi đúng không? Cô cũng xinh đẹp đó, đúng vào độ tuổi đẹp, làm gì mà phải quản nhiều chuyện ở chỗ này như vậy? Nếu như cô khăng khăng muốn quản, vậy chúng tôi có thủ đoạn để đối phó với cô, đến lúc đó cái mà đè lên người cô, không phải là máy xúc thôi đâu hắn ta nói xong, những người thanh niên đằng sau liền nở nụ cười dung tục. Cô gái chỉ cảm thấy kinh tởm, không ngờ mấy người này lại xấu xa như vậy, vậy mà lại dùng mấy lời này để uy hiếp cô. Được rồi, chúng tôi không có thời gian tiếp tục dây với các người nữa, nếu như các người biết điều thì bây giờ nhanh chóng đưa mấy đứa con nít này đi, đây là nhiệm vụ mà bên trên giao cho bọn tôi, bọn tôi cũng chỉ là phụ mệnh hành sự, nếu như các người còn ngăn chặn, tôi sẽ thật sự ra tay đó người đàn ông đầu chọc lại nói một câu cô gái vẫn chặn ở trước mặt bọn họ hoàn toàn không có ý định lùi lại người đàn ông đầu chọc thấy vậy hừ lạnh một tiếng nháy mắt ra hiệu với mấy tên đàn ông ở đằng sau mấy người tay cầm gậy đó lập tức khí thế hừng hực mà tiến lên trước nhìn bộ dạng như sắp ra tay với cô gái đó và mấy cô giáo rồi đám người xung quanh hóng hớt bất lực mà lắc đầu bọn họ căn bản không chọc vào nổi mấy tên đàn ông này cho nên chỉ có thể cảm thấy đáng tiếc thay cho cô gái Chính vào lúc mấy thanh niên đó sắp đến trước mặt cô gái, một thân ảnh từ trong đám người đi ra, đứng ở trước mặt cô gái. Các người là người của bất động sản Vạn Long. Lâm Thanh Diện nhìn mấy người ở đối diện, lạnh lùng hỏi một câu. Hôm nay ở nhà tổ họ Lâm, lão tổng của bất động sản Vạn Long Khương Ngọc Lương đã nhắc đến một miếng đất của viện phúc lợi với Lâm Thanh Diệt. Nơi này đúng lúc là một viện phúc lợi gần với khu phố cổ nhất. Nếu như đoán không sai, thì cái viện phúc lợi mà Khương Ngọc Lương nói chính là ở đây. Mấy thanh niên đó nhìn thấy Lâm Thanh Diện xuất hiện, cũng ngừng lại, đánh giá anh trên dưới một cái. Người đàn ông đầu chọc không ngờ lúc này mà lại còn có người xuất hiện ra mặt giúp đỡ mấy người viện phúc lợi này, trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó tiến lên trước một bước, mở miệng nói, nếu cậu đã biết bọn tôi là người của bất động sản Vạn Long, thì bớt nhiều chuyện ở đây đi, mau mau cút sang một bên, đừng lãng phí thời gian của bọn tôi. Ông kêu lão tổng của bất động sản Vạn Long ra đây, tôi muốn hỏi ông ta, ông ta làm ăn kinh doanh như vậy sao? Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào tên đàn ông đầu chọc, nói. Người đàn ông đầu chọc lập tức cười phụt một tiếng, nói, mẹ nó cậu tưởng mình là ai vậy, còn muốn gặp lão tổng của bọn tôi, thật đúng là nể mặt cậu quá rồi, mau cút sang một bên cho tôi, nếu không mấy anh em này của tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu. Mấy thanh niên đó cũng cười khẩy với Lâm Thanh Diện, hiển nhiên là cảm thấy anh chính là một trò đùa. Lâm Thanh Diện lắc đầu, nói, nếu đã như vậy, vậy thì chỉ có thể dùng nắm đấm nói đạo lý với các người rồi. Đậu xanh rau má, vậy mà còn giả đò ở đây nữa, các anh em, cho nên ngốc này một bài học đi, xem cậu ta còn dám làm anh hùng nữa không. Người đàn ông đầu chọc lập tức hét lên một câu. Cô gái đó nhìn thấy người ra mặt giúp bọn họ là người đàn ông mà lúc đó không cẩn thận đụng chúng cô ta, trong lòng cũng có chút kinh ngạc nhưng nhìn thấy lâm thanh diện chưa được dăm ba câu thì đã muốn ra tay với đám người của tên đầu chọc đó rồi trong lòng cũng lo lắng đại ca hay là anh mau đi đi chuyện này tự bọn tôi giải quyết là được rồi mấy người này căn bản không nói lý bọn họ sẽ thật sự ra tay với anh đó cô gái nói một câu với lâm thanh diện lâm thanh diện quay đầu cười cười với cô gái nói yên tâm dựa vào mấy tên tép siêu này không làm gì được tôi đâu lúc đó tôi đụng vào cô bây giờ giúp cô xử lý bọn họ coi như là trả lễ. Mấy người xem náo nhiệt ở xung quanh cũng không ngờ sẽ có người ra mặt, hơn nữa còn không hề e sợ đám người của tên đầu chọc này, vừa lên là muốn ra tay ngay, ai cũng đều kinh ngạc. Chỉ là trong mắt bọn họ, Lâm Thanh Diện dù sao cũng chỉ có một mình, làm sao mà có thể chống lại nhiều thủ hạ của tên đàn ông đầu trọc này được, bây giờ anh đứng ra, chỉ e cũng là do nhất thời bốc đồng mà thôi. Chàng trai này thật là bốc đồng a, à, vậy mà lại muốn một mình đối phó với nhiều người như vậy. Mấy người này hoàn toàn không có nói lý a. À. Thật là quá ngốc rồi, mấy người này là do bất động sản Vạn Long tìm tới, người ta là một xí nghiệp lớn, làm sao có thể để nhân vật nhỏ như vậy vào trong mắt chứ, có lúc gặp phải chuyện này chỉ có thể nhịn mà thôi. Chậc chậc, tuổi này, nếu như không phân biệt được cái gì là thấy nghĩa quên mình, cái gì là bốc đồng thì đúng là lỗ nặng a. À. Thấy Lâm Thanh Diện không hề nao núng, mấy thanh niên cầm gậy đó đều lộ ra vẻ mặt hung ác điều bọn họ thích nhất là dạy dỗ những người giả vờ mạnh mẽ như vậy, đánh đến khi loại người này quỳ xuống cầu xin, mới là niềm vui lớn nhất của bọn họ. Nhóc con, cậu cũng thật biết giả bộ a, à, chỉ là không biết cậu có thể giả bộ đến mức nào, đừng có mà ông đây mới vung một gậy xuống là cậu đã bắt đầu cầu xin rồi nha, như vậy thì quá là nhàm chán rồi. Người thanh niên đi trước trực tiếp cầm cây gậy trong tay đập vào người Lâm Thanh Diện không chút do dự. Cô gái ngay lập tức sợ hãi nhắm mắt lại khi nhìn thấy cảnh này, sau đó cô nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, trái tim run lên. Sau đó cô mở mắt ra muốn xem tình hình của Lâm Thanh diệt, nhưng thứ đập vào mắt cô không phải là dáng vẻ Lâm Thanh Diện ngã xuống đất, mà là người đàn ông ra tay với Lâm Thanh Diện đã ngã xuống đất khóc than, Lâm Thanh Diện đã cầm lấy cây gậy trong tay người đàn ông đó, đứng tại chỗ hệt như chả có chuyện gì. Mà lúc này, tất cả những người xung quanh hóng hớt đều trừng mắt tròn mắt dẹt giống như là nhìn thấy một chuyện gì đó rất là khó tin vậy. Người đàn ông đầu chọc cũng không ngờ Lâm Thanh Diện lại giải quyết một tên thủ hạ của mình dễ dàng như vậy, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, sau đó hắn ta liền hét lên với mấy người đó một câu, mẹ nó còn đứng ngây ra đó làm gì, cùng nhau lên, tao không tin tên tiểu tử này có thể đánh lại nhiều người như bọn bay. Lâm Thanh Diện sách cây gậy trong tay mình, trên mặt lộ ra nụ cười mỉa. Bóng ảnh lập tức chuyển động, sau đó, Phía trước viện Phúc Lợi không ngừng vang lên những tiếng gào thét thảm thiết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 506, dù sao cũng nên có người quản lý. Tên đầu chọc đầy hoảng sợ nhìn Lâm Thanh Diện giải quyết tất cả đàn em của mình, cơ thể bỗng lùi về phía sau hai bước. Lâm Thanh Diện ném cây gậy trong tay xuống đất, quay đầu nhìn về phía tên đầu chọc. Tên đầu chọc nuốt nước bọt, nhanh chóng xoay người chạy về phía máy xúc đất bên kia mở miệng kêu mau mở máy xúc đất lên nhìn chết tên nhóc kia cho tôi lâm thanh diện chạy về phía trước rồi nhảy lên một máy xúc đất bắt lấy tên lái xe rồi ném anh ta từ máy xúc đất xuống dưới sau đó anh lại làm giống như vậy ném người lái máy xúc đất khác xuống dưới một chân đá vào người tên đầu chọc làm cho anh ta ngã xuống đất như chó ăn phân mọi người xung quanh nhìn động tác của lâm thanh diện lưu loát như nước chảy mây trôi thì cầm muốn rất xuống đất chuyện này đúng là quá lợi hại tên nhóc này xuất thân từ bộ đội đặc trùng sao một mình đánh bại nhiều người như vậy bộ đội đặc trùng cũng chưa chắc lợi hại như anh ta khó trách người ta dám ra mặt vì chuyện này thì ra là biết đánh nhau biết đánh nhau thì sao đối phương là người của bất động sản vạn long chuyện này không phải đánh nhau là có thể giải quyết hiện tại anh ta đánh gục nhiều người như vậy làm lớn chuyện này lên nếu người của bất động sản vạn long muốn xen vào chuyện này thì sợ là tên nhóc kia cũng gặp xui xẻo tên đầu chọc bò dậy từ mặt đất anh ta có chút sợ hãi nhìn lâm thanh diệt giọng nói có chút run rẩy nói mày mày đừng tưởng rằng mày đánh nhau thì chuyện này kết thúc bọn tao làm việc cho bất động sản vạn long mày lại ở đây ngăn cản mày cảm thấy bất động sản vạn long sẽ bỏ qua cho mày sao tao sẽ gọi điện thoại cho tổng giám đốc bất động sản vạn long ông ta chắc chắn sẽ có cách xử lý mày mày cứ chờ gặp xui xẻo đi tên đầu chọc nói xong thì lấy điện thoại ra gọi một dãy số alo khương tổng bên chúng tôi gặp phiền toái một tên nhóc không biết từ đâu chui ra đánh tất cả chúng tôi ngăn cản chúng tôi phá bỏ tôi thật sự không có cách nào khác mới gọi điện thoại cho ông dáng vẻ tên đầu chọc đầy tuổi thân anh ta vừa nói xong lâm thanh diện đã cướp điện thoại trong trong anh ta mày làm gì vậy mày trả điện thoại lại cho tao tao đang gọi cho tổng giám đốc bất động sản vạn long mày điên rồi sao tên đầu chọc hô lên lâm thanh diện trừng mắt nhìn anh ta một cái anh ta lập tức sợ tới mức ngậm miệng lâm thanh diện đặt điện thoại ở bên tai mở miệng hỏi ông là khương ngọc lương cậu là bên kia truyền đến một giọng nói thắc mắc lâm thanh diện bên kia rõ ràng xuất hiện tiếng hoảng loạn sau đó khương ngọc lương có chút run rẩy nói ra ra chủ lâm sao lại là cậu rốt cuộc bên đó đã xảy ra chuyện gì ông đến đây đi hiện tại tôi đang ở cổng viện mồ côi nếu ông muốn giải quyết chuyện này trong hôm nay thì hiện tại tới đây một chuyến nếu không thì tôi sẽ không nể mặt mũi vâng 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 ông chủ lâm cậu chờ một lát tôi qua đó đây khương ngọc lương lập tức trả lời lâm thanh diện cúp điện thoại ném cho tên đầu chọc xoay người đi về phía cô gái bên kia tên đầu chọc cầm điện thoại của mình nhìn thấy cuộc gọi đã kết thúc thì lập tức quát lớn về phía lâm thanh diện mày nói gì với khương tổng có phải mày đã nói lời không nên nói đúng không mẹ nó mày điên rồi sao Lâm Thanh Diện không quan tâm anh ta, đi đến trước mặt cô gái kia mở miệng nói, tôi đã giải quyết chuyện này, chờ lát nữa Tổng Giám đốc bất động sản Vạn Long đến đây, tôi sẽ nói chuyện viện mồ côi với ông ta, nếu ông ta chưa sắp xếp cho mọi người xong thì chỗ này tuyệt đối sẽ không phá bỏ, cô nói các giáo viên đưa bọn nhỏ về đi, bọn họ không nên tham gia vào chuyện này. Cô gái nghe Lâm Thanh Diện nói thì lập tức mở to mắt nói, Tổng Tổng Giám đốc bất động sản Vạn Long sẽ đến đây. Vậy, không phải chuyện này càng rắc rối sao? Lâm Thanh Diện cười nói: Không đâu, tôi nói ông ta đến để giải quyết chuyện này. Tổng giám đốc của bọn họ không dám gây rắc rối cho mọi người ở trước mặt tôi đâu. Mặc dù Lâm Thanh Diện nói rất bình thường, nhưng đấy lòng cô gái đã sóng to gió lớn. Lâm Thanh Diện nói tổng giám đốc bất động sản Vạn Long không dám tìm bọn họ gây rắc rối, ý là tổng giám đốc bất động sản Vạn Long không dám ngang ngược trước mặt Lâm Thanh Diện. Bất động sản Vạn Long ở kinh đô là công ty vô cùng lợi hại ngay cả tổng giám đốc của bọn họ cũng không dám gây rắc rối ở trước mặt Lâm Thanh Diện, rốt cuộc Lâm Thanh Diện có thân phận gì. Trong nháy mắt trong đầu cô gái hiện lên một suy nghĩ, cô ta nhớ gần đây ở Kinh Đô đang bàn tán sôi nổi về nhà họ Lâm và chủ nhà họ Lâm hiện tại, Lâm Thanh Diện. Cứ tin tôi, Lâm Thanh Diện lại cười với cô gái, sau đó anh nói chuyện với mấy giáo viên, nói bọn hị đưa mấy đứa bé về viện mồ côi trước. Những giáo viên đó cũng biết rõ chuyện này đã phát triển đến mức độ như vậy thì bọn họ cũng không thể làm gì. Mấy đứa nhỏ vô tội, mang theo bọn họ đến ngăn cản mấy người tên đầu chọc này cũng chỉ là bất đắc dĩ. Sau đó dưới sự khuyên bảo của Lâm Thanh Diện và cô gái kia thì mọi người đưa bọn nhỏ về viện mồ côi, chỉ để lại mấy giáo viên và cô gái kia. Cậu nhóc, cậu đã ra mặt giúp chúng tôi thì bất động sản vạn long chắc chắn sẽ không chịu để yên. Nếu bọn họ muốn gây rắc rối cho cậu thì cậu cứ đẩy trách nhiệm lên người chúng tôi, dù sao chuyện đã như vậy thì tôi cũng không có gì phải sợ. Cô giáo trung niên nói với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười nói, mọi người cứ yên tâm, hôm nay sẽ không sao, tôi sẽ giúp mọi người giải quyết tốt chuyện này. Lúc này tên đầu chọc đã lấy lại tinh thần, anh ta nghĩ Lâm Thanh Diện đã nói gì đó chọc giận Khương Ngọc Lương, cho nên Khương Ngọc Lương muốn tự đến đây xử lý Lâm Thanh Diện. Mà lúc này dáng vẻ Lâm Thanh Diện không hề lo lắng chắc chắn chỉ là giả vờ. Anh ta nghe thấy Lâm Thanh Diện nói thủ lập tức cười nhạo một tiếng, tên nhóc, mày đừng nằm mơ nữa, chờ lát nữa Khương tổng thật sự đến đây thì tụi mày sẽ xong đời, không ai chạy thoát được. Mặc dù trong lòng cô gái có chút suy đoán, nhưng vẫn không dám chắc chắn, vì thế cô ta đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện hỏi, chuyện đó, tôi có thể biết tên của anh được không? Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện cười trả lời. Trong lòng cô gái lập tức giật mình, cô ta biết hiện tại chủ nhà họ Lâm tên là Lâm Thanh Diện mà người trước mắt này có vẻ không giống như nói giỡn với cô ta. Tôi, tôi tên là Tưởng Ngọc Khiết, hôm nay thật sự cảm ơn anh. Cô gái cố gắng làm cho mình bình tĩnh một chút, mở miệng nói. Bọn họ vô lý phá bỏ, dù sao cũng nên có người quản lý. Lâm Thanh Diện cười trả lời. Một lát sau, một chiếc xe màu đen vụt tới cửa viện mồ côi, tên đầu chọc thấy thế thì nhanh chóng đi đến cửa xe, khom lưng mở cửa xe cười nói, Khương Tổng, ông đã đến rồi, tên nhóc kia vô cùng phách lối, cũng chỉ có ông mới xử lý được cậu ta. Mọi người nhìn thấy Tổng Giám Đốc Bất Động Sản Vạn Long đến thì ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diện tràn đầy thông cảm. Khương Ngọc Lương bước xuống xe, lúc này ông ta đã toát mồ hôi đầy đầu bởi vì trên đường đi dọa sợ chính mình. Sau khi Khương Ngọc Lương xuống xe thì nhìn tên đầu chọc khom lưng ở trước mặt mình, không nói hai lời đạp anh ta một cái mắng, rốt cuộc mày đã gây hỏa gì cho tao vậy? lại đi chọc vào người kia, nếu hôm nay thật sự xảy ra chuyện gì thì tao không tha cho mày đâu. Chương 507, hay là quyên góp đi. Mọi người nhìn thấy Khương Ngọc Lương đã lập tức đá tên đầu chọc một cái, ai cũng mờ mịt, không biết tổng giám đốc bất động sản Vạn Long đang làm gì. Tên đầu chọc càng mờ mịt, tự nhiên chịu một cú đá, ngay cả anh ta cũng không hiểu vì sao. Khương Ngọc Lương không có thời gian giải thích với tên đầu chọc, sau khi ông ta đá anh ta một cái thì lập tức nhìn xung quanh. Sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện thì lập tức đi qua. Ông ta đưa tay lau mồ hôi trên trán, khi đến trước mặt Lâm Thanh Diện thì nhanh chóng khom lưng, vẻ mặt xin lỗi nói với Lâm Thanh Diện, "Ông chủ Lâm, thật là ngại quá, đàn em của tôi đã gây rắc rối cho cậu sao, nếu là như vậy thì tôi nhất định không tha cho bọn họ." Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn Khương Ngọc Lương một cái, mở miệng hỏi, "Lúc ông mua viện mồ côi này thì có phải trên hợp đồng đã viết rõ cần phải sắp xếp chu đáo cho những đứa bé trong viện mồ côi đúng không?" Khương Ngọc Lương nghe Lâm Thanh Diện nói thì trong lòng lập tức lột bộp, cũng biết rõ vì sao Lâm Thanh Diện tìm ông ta đến đây, chuyện tên đầu chọc đến đây phá bỏ đã được ông ta cho phép, còn mấy người ở viện mồ côi thì ông ta định phá bỏ trước rồi tính, dù sao thời gian không đợi ai cả, nếu đợi đến khi sắp xếp cho người của viện mồ côi thì ông ta chắc chắn tổn thất không ít tiền. Ông, ông chủ Lâm, là thế này, gần đây tôi hơi eo hẹp, viện mồ côi là hạng mục kiếm tiền nhiều nhất trên tay tôi, tôi còn phải trả tiền cho nhiều nơi. Cho nên hơi gấp một chút, muốn tiến hành hạng mục bên này trước, Khương Ngọc Lương mở miệng giải thích. Lâm Thanh diện hừ lạnh một tiếng nói, tôi hỏi ông có phải trên hợp đồng đã viết rõ cần phải sắp xếp chu đáo cho người của viện Mồ Côi hay không, không nói ông kể khổ với tôi. Cả người Khương Ngọc Lương run lên, sau đó lập tức nói có, viết rõ. Hiện tại mấy đứa nhỏ của viện Mồ Côi chỉ có chỗ này để ở, đàn em của ông đến đây phá bỏ, ông đang thực hiện điều khoản trên hợp đồng sao? Bất động sản Vạn Long mấy người thích làm việc như thế." Lâm Thanh Diện hỏi. Khương Ngọc Lương lại toát mồ hôi trên trán, nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào, ông ta chỉ biết nếu bởi vì chuyện này mà Lâm Thanh Diện đưa bất động sản Vạn Long vào sổ đen thì sau này bất động sản Vạn Long sẽ khó lăn lộn ở kinh đô. Tưởng Ngọc Khiết nhìn Lâm Thanh Diện và Khương Ngọc Lương nói chuyện, thấy tổng giám đốc bất động sản Vạn Long lại thật sự khom lưng cúi đầu trước mặt Lâm Thanh Diện thì trong lòng cô ta đã xác định Lâm Thanh Diện là chủ nhà họ Lâm. Mà Khương Ngọc Lương xương hô với Lâm Thanh Diện cũng làm cho tưởng Ngọc Khiết chắc chắn chuyện này, cô ta không nghĩ lúc đó mình đụng phải một nhân vật làm mưa làm gió ở Kinh Đô, mà bởi vì nhân vật này đụng phải cô ta nên còn muốn giúp cô ta giải quyết rắc rối, chuyện này khiến cô ta cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Lúc này tên đầu chọc cũng đi tới bên này, anh ta nhìn Khương Ngọc Lương cung kính với Lâm Thanh Diện thì tràn đầy khó hiểu, sau khi anh ta đi đến bên cạnh Khương Ngọc Lương thì cẩn thận nói, Khương Tổng người này ngăn cản chúng tôi phá bỏ viện mồ côi, còn ra tay đánh chúng tôi, sao ông còn khách sáo với anh ta như vậy? Lúc này Khương Ngọc Lương không biết nên xóa đi sự xấu hổ trước mặt Lâm Thanh Diện thế nào, tên đầu chọc đi tới nói như vậy thì ông ta giơ tay lập tức tát vào mặt tên đầu chọc. Mày có biết người này là ai không? Đây là chủ nhà họ Lâm, cậu ấy đánh người của mày thì mày phải vui vẻ mới đúng, mẹ nó mày còn muốn tao không khách sáo với cậu ấy, mày ăn gan hùm mật gấu sao? Khương Ngọc Lương quát. Tên đầu chọc nghe Khương Ngọc Lương nói thì trợn tròn mắt, anh ta khó tin nhìn về phía Lâm Thanh Diệt, trong đầu nhớ lại những tin đồn gần nhất về nhà họ Lâm và Lâm Thanh Diệt, trong lòng hiện ra nỗi khiếp sợ. Nhà họ Lâm gần như lại một tay che trời ở kinh đô, lại còn lợi hại hơn trước kia, ở kinh đô, chủ nhà họ Lâm có thể làm bất cứ chuyện gì. Mà vừa rồi anh ta lại chọc vào nhân vật có địa vị cao cấp nhất ở kinh đô. Hai chân tên đầu chọc lập tức run lên trong lòng bắt đầu hối hận ngay từ đầu vì sao mình không hỏi rõ người ta có thân phận gì nếu từ đầu anh ta biết người này là chủ nhà họ lâm thì chắc chắn sẽ không cho đàn em của mình ra tay cũng không chắc nếu lúc đó lâm thanh diện nói mình là chủ nhà họ lâm thì anh ta chắc chắn không tin cuối cùng kết quả vẫn như thế khương ngọc lương chính miệng nói với anh ta về thân phận của lâm thanh diện thì anh ta mới không nghi ngờ gì khương ngọc lương tát tên đầu chọc một cái thì xoay người nhìn về phía lâm thanh diện nói ông chủ lâm Lúc tôi nói bọn họ đến đây đã dặn dò sắp xếp chu đáo cho người của viện mồ côi trước, sau đó mới bắt đầu phá bỏ, tên không có đầu óc này lại bỏ qua lời tôi nói nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này, trong thời gian ngắn sẽ tìm một nơi thích hợp cho những đứa trẻ ở viện mồ côi, sau đó mới bắt đầu thi công, sau này tuyệt đối không xuất hiện tình huống như vậy nữa. Khương tổng, tôi tên đầu chọc muốn giải thích một câu dù sao Khương Ngọc Lương chưa từng nói với anh ta phải sắp xếp chu đáo cho người của viện mồ côi. Khương Ngọc Lương lập tức quay đầu chừng mắt nhìn anh ta một cái, ra hiệu anh ta đừng nói chuyện, tên đầu chọc đầy tuổi thân, nhưng không dám trái mệnh lệnh của Khương Ngọc Lương nên đành phải ngậm miệng. Lâm Thanh Diện nhìn thấy tất cả động tác của hai người họ, sau khi anh nghe Khương Ngọc Lương nói thì cũng không vội vàng trả lời Khương Ngọc Lương, mà quay đầu nhìn về phía tưởng Ngọc Khiết. Mọi người muốn chuyển qua một chỗ khác hay là muốn tiếp tục ở lại đây? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Tưởng Ngọc Khiết vẫn đang kinh ngạc thì nghe thấy Lâm Thanh Diện hỏi mình, cô ta lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng mở miệng nói, nếu, nếu như có thể thì đương nhiên chúng tôi muốn tiếp tục ở lại đây, viện Mồ Côi đã ở đây nhiều năm rồi, nếu chuyển qua một chỗ khác thì không chỉ phiền toái mà còn có cần thời gian thích ứng. Lâm Thanh Diện gật đầu, sau đó nhìn về phía Khương Ngọc Lương, lộ ra nụ cười hài hước mở miệng hỏi, Khương tổng nếu tôi không đoán sai thì bất động sản Vạn Long đã làm không ít chuyện phá bỏ như thế đúng không? Sắc mặt Khương Ngọc Lương có chút khó coi, nhưng vẫn giải thích nói, ông chủ Lâm nói đùa, đây là lần đầu đụng gặp chuyện như vậy, tôi tin đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Lâm Thanh diện bĩu môi, từ vẻ mặt của Khương Ngọc Lương thì anh có thể nhìn ra được chắc chắn ông ta không chỉ làm một lần. Ông cũng không cần thể hiện sự chắc chắn như thế, bất động sản Vạn Long làm nhiều hay ít chuyện như vậy? Tôi sẽ cho người điều tra rõ ràng." Lâm Thanh Diện mở miệng. Cơ thể Khương Ngọc Lương lập tức cứng đờ. Làm nhiều chuyện như vậy thì thật sự rất thất đức, hiện tại đây là cơ hội cho Khương tổng thích đức, đôi khi làm một số việc thiện mới được ông trời quan tâm. Hay là ông quyên góp miếng đất này đi, chỗ này tiếp tục làm viện mồ côi, thuận tiện giúp đỡ sửa chữa bên trong một chút được không? Chương 508: Tôi sẽ không đi khách sạn với anh. Khương Ngọc Lương nghe Lâm Thanh Diện nói thì trong lòng lập tức đau nhói, tuy rằng Lâm Thanh Diện nhìn có vẻ hỏi ý kiến của ông ta nhưng ông ta cũng không dám từ chối. Ông ta đã tốn rất nhiều công sức và tiền bạc mới có thể mua được miếng đất viện Mồ Côi này, nếu ông ta mua miếng đất này để tiếp tục làm viện Mồ Côi thì không bằng mang số tiền đó đi đầu tư chỗ khác. Nhưng hiện tại Lâm Thanh Diện đã mở miệng, cho dù ông ta không tình nguyện cũng phải đồng ý, dù sao đồng ý với Lâm Thanh Diện thì chỉ mất một miếng đất mà đắc tội với Lâm Thanh Diện thì ông ta mất cả bất động sản vạn long. Đồ Ngốc cũng biết hiện tại đối đầu với nhà họ Lâm như mặt trời giữa trưa ở kinh đô thì sẽ có kết cục gì. "Ông, ông chủ Lâm nói đúng lắm, thật ra tôi cũng sớm muốn làm một số việc thiện, giúp đỡ một số người khó khăn, nếu hôm nay ông chủ Lâm đã đề nghị thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh." Khương Ngọc Lương cắn răng mở miệng nói. Lâm Thanh Diện thấy Khương Ngọc Lương đồng ý thì cũng cười nói, "Ông yên tâm, tích đức làm việc thiện" Chắc chắn sẽ được may mắn, tôi cũng sẽ không để ông mất trắng tiền đầu tư, nếu ông xử lý tốt chuyện của viện mồ côi thì tự nhiên sẽ hạng mục tốt tìm đến bất động sản Vạn Long." Khương Ngọc Lương nghe được lời này thì đôi mắt lập tức sáng ngời, rất rõ ràng, so với số tiền đầu tư của ông ta thì lời hứa hẹn của chủ nhà họ Lâm này càng có giá trị. "Tôi cảm ơn gia chủ Lâm trước, tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện của viện mồ côi, đến lúc đó tôi sẽ cho người tiến hành sửa chữa bên này, hơn nữa đổi mới đồ đổ đạc bên trong." tạo cho bọn nhỏ ở viện mồ côi có một môi trường sống tốt. Khương Ngọc Lương lập tức đồng ý. Lúc sau ông ta xoay người nói với mọi người, "Mọi người, trước đó đầu óc tôi mê muội, trong đầu chỉ nghĩ đến lợi ích cho nên suýt nữa gây họa lớn, phá bỏ viện mồ côi này đi." Nhưng cũng may ông chủ Lâm kịp thời khuyên bảo làm cho tôi hiểu được mình nên làm gì, vì thế tôi quyết định bỏ tiền sửa chữa lại viện mồ côi cho bọn nhỏ ở viện mồ côi có một môi trường sống tốt hơn. Mọi người xung quanh nghe thấy Khương Ngọc Lương nói vậy thì phát ra tiếng kinh ngạc, nhất là tưởng Ngọc Khiết và mấy giáo viên của viện mồ côi, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, lúc nãy bất động sản Vạn Long còn muốn phá bỏ chỗ này đi, chỉ trong chớp mắt đã muốn sửa chữa lại viện mồ côi. Mà tất cả mọi người biết rõ sở dĩ Khương Ngọc Lương thay đổi như vậy là bởi vì Lâm Thanh Diện. Ôi trời ơi, cậu nhóc lại là chủ nhà họ Lâm, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình rong, tôi đã nói sao cậu ta dám một mình chống lại nhiều người như vậy, nếu là tôi thì cũng không sợ mấy người của bất động sản vạn long. Không thể dùng câu nhìn mặt mà bắt hình rong ở đây được, người kia rõ ràng vừa thấy đã biết là nhân vật đã trải qua sóng to gió lớn, bởi vì địa vị cao mới có khí chất nhàn nhã như thế, thật ra từ lúc bắt đầu tôi đã biết được cậu ta không phải là người đơn giản. Lần này viện mồ côi đúng là gặp may mắn, bất động sản vạn long đồng ý sửa chữa lại. Ông chủ lâm lại làm một việc thiện lớn, cũng không biết vì sao cậu ta muốn giúp những người của viện mồ côi này. Không phải quá dễ đoán sao? Mấy người không phát hiện cô gái trẻ kia sao? Vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, chủ nhà họ Lâm chịu ra tay giúp đỡ chắc chắn bởi vì cô ta, mấy cô gái xinh đẹp luôn may mắn như thế. Tưởng Ngọc Khiết nghe thấy Khương Ngọc Lương nói như vậy thì cả người ngây ra, lúc đó cô ta cho rằng Lâm Thanh Diện hỏi mình vấn đề kia chỉ vì muốn biết tình trạng hiện tại của bọn họ mà thôi, không nghĩ tới Lâm Thanh Diện lại bởi vì câu nói của cô ta làm cho bất động sản Vạn Long thay đổi kế hoạch đầu tư. Chuyện này khiến trong lòng cô ta có chút hoảng loạn, bởi vì cô ta cũng không cảm thấy chủ nhà họ Lâm đối xử với mình như thế. Mà vẻ mặt mấy cô giáo kia tràn đầy vui sướng, bọn họ nghĩ rằng Lâm Thanh Diện đồng ý giúp viện mồ côi là vì tưởng Ngọc Khiết, mà nguyên nhân Lâm Thanh Diện giúp tưởng Ngọc Khiết thì bọn họ không biết, nhưng bọn họ đã tự động giúp đỡ tưởng Ngọc Khiết. Mấy cô gái đi về phía tưởng Ngọc Khiết và Lâm Thanh Diện, bọn họ vây quanh tưởng Ngọc Khiết, vừa cảm ơn Lâm Thanh Diện vừa khen tưởng Ngọc Khiết. Ngài Lâm, lần này may là có cậu, nếu không thì viện mồ côi chúng tôi thật sự không biết phải duy trì thế nào. Tưởng Ngọc Khiết đúng là một cô gái không tệ, xinh đẹp, hiền lành tốt bụng, anh Lâm có thể coi trọng cô ấy cũng là phúc đức làm việc thiện của cô ấy. Cô giáo trung niên cười mở miệng. Mấy người kia cũng phụ họa theo khen tưởng Ngọc Khiết. Tưởng Ngọc Khiết được bọn họ khen đến mặt đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu, dùng giọng nói con mũi nói, mọi người đừng nói giỡn, thân phận của Ngài Lâm như thế, sao có thể coi trọng tôi chứ, Lâm Thanh Diện cũng có chút xấu hổ, sở dĩ anh giúp viện Mồ Côi là vì cảm thấy Tưởng Ngọc Khiết và Hứa Bích Hoài có chút giống nhau, mặt khác chuyện này nằm trong khả năng của anh, nếu như không gặp thì có lẽ anh sẽ không quan tâm, nhưng nếu đã gặp rồi thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Khương Ngọc Lương nghe thấy những lời giáo viên kia nói, sau đó quan sát Tưởng Ngọc Khiết một cái, nghĩ thầm Lâm Thanh Diện ra mặt là vì cô gái này, ông ta nhất phải nhớ kỹ khuôn mặt của cô ta, sau này không thể trêu chọc lâm thanh diện muốn giảm bớt xấu hổ nên quay đầu nhìn khương ngọc lương một cái mở miệng nói chuyện hôm nay đến đây thôi ông đưa người của mình đi đi nhớ kỹ chuyện ông đã đồng ý khương ngọc lương lập tức gật đầu nói vâng ra chủ lâm ông ta nói xong thì xoay người mang theo tên đầu chọc và mấy đàn em rời khỏi chỗ này chưa đi được bao xa thì khương ngọc lương đã đạp tên đầu chọc mấy cái tuy rằng khương ngọc lương biết chuyện hôm nay do cưỡng chế phá bỏ nhưng trong lòng vẫn khó chịu chỉ có thể trút giận lên người tên đầu chọc khương ngọc lương mang theo người rời đi thì mọi người xung quanh cũng giải tán một lát sau cổng viện mồ côi chỉ còn lại lâm thanh diện tưởng ngọc khiết và mấy cô giáo mấy cô giáo mắt mang ý cười nhìn lâm thanh diện và tưởng ngọc khiết một cái sau đó thức thời rời đi tưởng ngọc khiết thấy chỉ còn lại lâm thanh diện và mình thì càng thêm xấu hổ hiện tại cô ta chỉ là sinh viên năm tư đến viện mồ côi làm tình nguyện rất lâu trước kia tưởng Ngọc Khiết ảo tưởng trong trường đại học sẽ gặp một chàng trai thế nào, đáng tiếc cho đến năm tư cũng không gặp được một người thích hợp. Bởi vì tưởng Ngọc Khiết quá mơ mộng với tình yêu, lại không gặp được người thích hợp, cô ta thích đọc tiểu thuyết, đặc biệt là thể loại tổng giám đốc bá đạo, cô ta cảm thấy tính cách của mình gặp một tổng giám đốc bá đạo thì không còn gì thích hợp hơn. Mà hôm nay, cô ta gặp Lâm Thanh Diệt, người này là chủ nhà họ Lâm, sợ là tổng giám đốc bá đạo cũng chưa lợi hại bằng anh mà chuyện hôm nay cũng không khác lắm so với tiểu thuyết, bởi vì Lâm Thanh Diện đụng phải cô ta nên ra tay giúp viện mồ côi giải quyết vấn đề. Điều này làm cho trong lòng tưởng Ngọc Khiết ghép Lâm Thanh Diện vào nam thần mình đã mơ ước từ lâu. Mà dựa theo nội dung trong tiểu thuyết, Tổng Giám Đốc Bá Đạo ra tay giúp cô bé lọ lem, sau đó trôi theo dòng nước, làm quen. Không được, cô ta phải rụt rè một chút, từ đầu mấy nữ chính trong tiểu thuyết đều từ chối, sau đó Tổng Giám Đốc Bá Đạo mạnh mẽ mang đi, vậy thì tổng giám đốc bá đạo mới thể hiện được sự bá đạo. Tưởng Ngọc Khiết vừa căng thẳng vừa chờ mong nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, anh, anh Lâm, hôm nay cảm ơn anh đã giúp chúng tôi những chuyện này, nhưng tôi sẽ không đi khách sạn với anh. Hả? chương 509, Lý Phủ đồ đến. Lâm Thanh Diện nghe tưởng Ngọc Khiết nói thì vẻ mặt tràn đầy khó hiểu, chỉ thiếu cả người biến thành dấu chấm hỏi. Khụ khụ, đi, khách sạn. Lâm Thanh Diện hỏi lại một câu. Tưởng Ngọc Khiết lập tức xấu hổ, đột nhiên ý thức được mình đã nhập vào cốt truyện tổng giám đốc bá đạo, tuy rằng Lâm Thanh Diện thật sự có hơi giống tổng giám đốc bá đạo nhưng người này vẫn rất bình dân, hơn nữa sao cốt truyện tổng giám đốc có thể xuất hiện trong cuộc sống chứ? Cô ta chỉ cảm thấy cả người không ổn lắm, nhất thời có chút lo lắng, không biết nên giải thích với Lâm Thanh Diện thế nào. Thật ngại quá, thật ngại quá, tôi đọc nhiều tiểu thuyết, vừa rồi không để ý đưa mình vào cốt truyện, anh đừng quan tâm tôi, tôi chỉ phát bệnh thôi. Tưởng Ngọc Khiết hoảng loạn nói. Lâm Thanh Diện cười với Tưởng Ngọc Khiết, anh đột nhiên nhớ tới Trung Linh Nhi xem quá nhiều phim truyền hình, cũng không biết có phải bởi vì Trung Linh Nhi hay không, Lâm Thanh Diện còn có thêm thiện cảm với Tưởng Ngọc Khiết. Tôi có đứa em gái, cô ấy rất thích xem phim truyền hình, cũng luôn ảo tưởng thế giới hiện thực giống như phim truyền hình, vì vậy xảy ra rất nhiều chuyện dở khóc dở cười, lúc nãy dáng vẻ của cô có hơi giống cô ấy. Lâm Thanh Diện mở miệng nói tưởng ngọc khiết không nghĩ tới lâm thanh diện không hề cảm thấy cô ta phát bệnh thần kinh còn nhắc tới em gái làm cho cô ta cũng có chút kinh ngạc nói vậy có lẽ em gái anh rất đáng yêu đúng vậy chẳng qua hiện tại cô ấy đang nằm trên giường bệnh lâm thanh diện bất đắc dĩ thở dài tôi xin lỗi tôi không phải cố ý nhắc đến chuyện này tưởng ngọc khiết chạy nhanh xin lỗi lâm thanh diện lắc đầu ý bảo không sao tiếp theo nói bây giờ cô có thời gian không đưa tôi tham quan viện mồ côi một chút đi Tưởng Ngọc Khiết gật đầu, nghĩ thầm cốt truyện tổng giám đốc bá đạo đúng là không xảy ra trong cuộc sống. Cô ta đi theo Lâm Thanh Diện vào bên trong viện mồ côi, trong lòng có chút khẩn trương, cô ta đi chung với gia chủ nhà họ Lâm thì vẫn cảm thấy áp lực. Bởi vì gần đây Lâm Thanh Diện lo lắng về chuyện của hứa Bích Hoài, trong lòng cũng muốn tìm một người tâm sự chuyện của mình, vì thế anh nhân cơ hội này kể chuyện của hứa Bích Hoài và Trung Linh Nhi cho tưởng Ngọc Khiết sau khi tưởng ngọc khiết biết được mình và hứa bích hoài có chút giống nhau thì mới hiểu được vì sao lâm thanh diện lại giúp mình cô ta nghe lâm thanh diện kể chuyện về hứa bích hoài và người em gái trung linh nhi trong lời lâm thanh diện thì trong lòng tràn đầy hâm mộ cô ta vốn dĩ cho rằng nhân vật chủ nhà họ lâm là người ăn chơi trác táng mỗi đêm sẽ ôm lấy một cô gái khác nhau đi vào giấc ngủ lại không nghĩ rằng lâm thanh diện là người trung thủy như thế trong lòng tự nhiên hâm mộ hứa bích hoài mỗi cô gái đều hy vọng có một người trung thủy chỉ yêu mình như vậy đặc biệt là cô gái thích đọc tiểu thuyết tổng giám đốc bá đạo tưởng ngọc khiết nghe đến chuyện hứa bích hoài mất tích trung linh nhi hôn mê thì cũng nhíu mày không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy lâm thanh diện cũng chỉ nói bọn họ xảy ra tai nạn xe cũng không nhắc đến chuyện lạc tâm đứng sau gài bẫy không nên nói những ân oán này nói cho tưởng ngọc khiết nghe không phải anh đã nói có thần y chữa bệnh cho em gái anh sao cô ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại mà cũng sẽ tìm thấy manh mối của vợ của anh, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Tưởng Ngọc Khiết an ủi Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện quay đầu cười với cô ta, mở miệng nói chỉ mong mọi chuyện sẽ tốt thôi. Tưởng Ngọc Khiết nghiêm túc gật đầu, hai người tiếp tục đi dạo viện mồ hôi. Lúc này tưởng Ngọc Khiết cũng đột nhiên ý thức được mặc dù anh là chủ nhà họ Lâm nhưng cũng chỉ là một người có cảm xúc bình thường. Tình cảm của Lâm Thanh Diện đối với hứa Bích Hoài làm cho tưởng Ngọc Khiết cảm thấy anh càng thêm chân thật. Lâm Thanh Diện nói ra những chuyện trong lòng thì cũng cảm giác nhẹ nhõm không ít, trong lòng cũng bùng cháy hy vọng tìm thấy hứa bích hoài. Sau khi Lâm Thanh Diện đi dạo một vòng viện mồ côi thì quyết định thành lập một quỹ ngân sách dùng để giúp đỡ cho những đứa bé ở đây có cuộc sống tốt hơn. Tưởng Ngọc Khiết nghe Lâm Thanh Diện nói chuyện này thì trong lòng vô cùng cảm động, tỏ vẻ nhất định sẽ nói cho bọn nhỏ ở viện mồ côi biết được lòng tốt của Lâm Thanh Diện. Sau khi Lâm Thanh Diện nói xong thì không ở lại viện mồ côi quá lâu. Anh gọi điện thoại cho ông Độ nói ông sắp xếp chuyện quỹ ngân sách cho viện mồ côi. Sau đó Lâm Thanh diện lái xe rời khỏi chỗ này. Tập đoàn Ninh Vân trong phòng làm việc Công Tôn Ninh và Lạc Tâm ngồi nói chuyện, nội dung chủ yếu là Kim Quốc Trung lại cầm tiền của bọn họ làm gì đó, kết quả lợi ích rơi vào tay nhà họ Lâm và Thương Hội Thiên Nguyên. Mấy ngày nay sắc mặt của Công Tôn Ninh không tốt lắm, gần như mỗi ngày tràn đầy u ám. Anh ta đã đập bể năm sáu bộ trà cụ trong phòng làm việc. Để tên đáng chết kia phách lối thêm hai ngày nữa, đến khi anh ta tắt thở thì còn có thể nhảy nhót ở trước mặt tôi như vậy nữa không?" Công Tôn Ninh ném tài liệu trong tay ra ngoài, hừ nói. "Sốt của cậu mời cao thủ nào đến vậy? Hiện tại trong đầu tôi chỉ muốn Lâm Thanh diện lập tức chết đi, ngày nào cậu ta chưa chết thì ngày đó tôi không được yên bình." Lạc Tâm vẫn quấn băng vải trên tay mở miệng nói. "Tôi không phải là người có thể khống chế với hành tung của cao thủ này, cô nôn nóng, tôi cũng sốt ruột." Cứ kiên nhẫn chờ xem, quan lĩnh vẫn có uy tín, nếu tôi đã bỏ tiền ra thì bọn họ nhất định sẽ đưa người kia đến trước mặt tôi." Công Tôn Ninh không kiên nhẫn nói. Ngay lúc này, có người đẩy cửa văn phòng ra, thư ký đeo kính đen đi tới, vẻ mặt đầy hoảng loạn. Công Tôn Ninh nhìn vẻ mặt của thư ký thì trong lòng động đậy, những chuyện có thể khiến thư ký của anh ta hoảng loạn như vậy thật sự không nhiều. Anh ta đứng lên mở miệng hỏi, "Xảy ra chuyện gì? Sao lại hoảng loạn như vậy?" dưới lầu có người muốn gặp anh không nói thân phận của mình cũng không nói mục đích của mình bảo vệ ngăn cản anh ta lại thì người nọ lập tức ra tay đánh ngất tất cả bảo vệ thư ký mở miệng giải thích lúc đầu công tôn ninh sửng sốt sau đó trong lòng vui vẻ quay đầu nhìn lạc tâm một cái mở miệng nói người chúng ta chờ đã tới rồi anh với tôi đi xuống thôi anh ta nói xong thì bọn họ nhanh chóng chạy ra phòng làm việc đi xuống dưới lầu sảnh lớn bất động sản ninh vân mấy chục bảo vệ nằm mặt đất vẫn không nhúc nhích một người mặc đồ đen đứng giữa sảnh lớn, khí thế trên người giống như một thanh kiếm sắt bén xuyên thẳng đến tận trời. Lý Phù Đồ, đứng đầu bảng chiến thần bảng ở Quan Lĩnh, ở trong Quan Lĩnh được người ta gọi là vua. Những nhân viên ở sảnh lớn run bần bật trốn vào góc, vừa rồi bọn họ nhìn thấy người kia ra tay, thật sự có thể dùng hai chữ biến thái để miêu tả, cho nên không ai dám trêu chọc. Lúc này ba người công tôn Ninh và Lạc Tâm đi ra từ thang máy. Công Tôn Ninh nhìn mấy chục bảo vệ nằm trên mặt đất thì không chỉ không tức giận, ngược lại còn lộ ra nụ cười. Chỉ có kẻ mạnh như Lý Phù Đồ mới có cơ hội tiêu diệt Lâm Thanh Diện. Lạc Tâm nhìn thấy Lý Phù Đồ thì trong lòng cũng khiếp sợ bởi khí thế trên người anh ta toát ra, đời này cô ta đã gặp qua không ít cao thủ, nhưng chỉ cần liếc loại người như Lý Phù Đồ một cái cũng khiến cho người ta có cảm giác khuất phục cúi đầu. Trên mặt cô ta lộ ra nụ cười, trong lòng lẩm bẩm nói, Lâm Thanh Diện có cao thủ này ở đây thì cho dù cậu có nhiều thủ đoạn thế nào cũng không trốn thoát được, ngày chết của cậu sắp đến rồi. Chương 510, đồng ý với cô. Công Tôn Ninh đi tới trước mặt Lý Phủ Đồ, trên mặt lộ ra nụ cười chào đón, đưa tay muốn vỗ vai Lý Phủ Đồ. Nếu tôi đoán không sai thì anh là Lý Phủ Đồ, á, à, tay của tôi, đau đau đau, mau buông ra. Lý Phủ Đồ nắm lấy cổ tay Công Tôn Ninh làm cho anh ta chưa nói xong đã kêu lên lý phủ đồ nhìn công tôn ninh mở miệng hỏi anh là ai tôi tôi là công tôn ninh người thuê anh anh mau buông tôi ra công tôn ninh đầy đau đớn mở miệng nói lý phủ đồ nghe được công tôn ninh báo tên lúc này mới buông lỏng tay đang bóp tay anh ta ra công tôn ninh nhanh chóng xoa cổ tay mình vừa rồi lý phủ đồ bóp cổ tay làm cho anh ta muốn khóc lên anh ta vốn muốn nhiệt tình chào hỏi lý phủ đồ không ngờ đối phương không nói gì đã ra tay với anh ta chuyện này nằm ngoài dự đoán của công tôn ninh. Sau đó công tôn ninh có chút xấu hổ nhìn lạc tâm bên cạnh một cái, lại nhìn về phía Lý Phủ Đồ mở miệng nói, vừa rồi chỉ là hiểu lầm nhỉ, anh có thể tới chỗ chúng tôi, tôi còn vô cùng vui vẻ. Công tôn ninh không phải là người có thể khống chế mấy cao thủ này, cho nên anh ta cũng chỉ có thể thể hiện hào phóng ở trước mặt Lý Phủ Đồ. Anh mời tôi đến giết người nào, Lý Phủ Đồ không nói nhiều, lập tức đi thẳng vào vấn đề công tôn ninh nở nụ cười mở miệng nói chỉ là một tên con hoang do kẻ phản bội để lại mà thôi với thực lực của anh thì muốn giết cậu ta cũng chỉ mấy vài phút cho nên chúng ta không cần nóng vội hai ngày này tôi đã sắp xếp chỗ ở cho anh nghỉ ngơi vui chơi một chút sau khi tôi chuẩn bị xong thì anh mới ra tay anh chỉ cần bảo đảm nhất định có thể giết chết tên kia là được không cần nếu hiện tại chưa ra tay thì khi nào đến thời điểm hành động hãy gọi cho tôi đây là số điện thoại của tôi Lý phủ đồ ném cho công tôn ninh một tờ giấy, lúc sau xoay người rời đi, không hề dây dưa dài dòng. Công tôn ninh nhìn dáng vẻ Lý phủ đồ làm việc khác người này thì đầy kinh ngạc, không nghĩ tới người này thật sự không nể mặt anh ta, nói đi là đi, thật sự làm cho trong lòng anh ta có chút bực bội. Nhưng anh ta còn phải dựa vào Lý phủ đồ tiêu diệt lâm thanh diệt, cho nên cũng không dám nói gì, nói lớn về phía bóng lưng Lý phủ đồ một câu, vậy anh đi thong thả, khi nào hành động thì tôi sẽ sớm thông báo cho anh. Công tôn ninh nhìn Lý Phủ Đồ rời khỏi thì sắc mặt cũng trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Lạc Tâm nói, người đã tới rồi, tiếp theo, chúng ta nên thực hiện kế hoạch của mình. Cô tìm người sắp xếp khách sạn, chia ra gửi thư mời cho nhà họ Lâm và Thương hội Thiên Nguyên, nói tôi muốn xin lỗi Lâm Thanh Diện, lần này tôi nhất định phải khiến cậu ta quỳ xuống xin tha. Lạc Tâm lập tức gật đầu, trên mặt cũng lộ ra sự chờ mong. Nhà cũ họ Lâm, giữa thư phòng. Lâm Thanh Diện đang đọc một quyển sách trên bàn, Lúc này điện thoại vang lên, anh cầm điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó trên mặt lộ ra sự kinh ngạc. Lý Phủ Đồ tới Kinh Đô. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu tồi đứng dậy rời khỏi thư phòng. Đến buổi chiều, Lâm Thanh Diện mới quay lại nhà cũ họ Lâm. Anh đang hoạt động gân cốt ở trong sân thì lúc này ông Độ đi tới đưa thư mời cho Lâm Thanh Diện, mở miệng nói tập đoàn Ninh Vân cố ý đưa thư mời tới, nói muốn xin lỗi cậu, nghe nói thương hội thiên nguyên cũng được mời. Lâm Thanh Diện nhận thư mời cười nói với ông Độ, trả lời bọn họ nói ngày đó tôi nhất định sẽ đi, để bọn họ chuẩn bị rượu tốt món ngon chờ tôi. Buổi tối, tòa nhà Thiên Nguyên. Trong phòng bệnh của Trung Linh Nhi, Lâm Thanh Diện và Trung Thiên Nguyên đứng bên cạnh giường bệnh của Trung Linh Nhi nhìn Trung Linh Nhi vẫn nhắm mắt. Từ tài vừa chữa bệnh cho Trung Linh Nhi xong thì viết một số dược liệu cần thiết, những chuyện cần chí ý khi nấu thuốc cũng viết ra, dặn dò Trung Thiên Nguyên mỗi ngày đúng giờ đút thuốc rồi rời khỏi kinh đô lần này công tôn ninh mời chúng ta trên danh nghĩa nói muốn xin lỗi cậu nhưng tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy chắc chắn cậu ta đã gài bẫy tôi thấy không nên đến cuộc hẹn đó trung thiên nguyên nói lâm thanh diện cười nói đừng xem chuyện này nghiêm trọng như thế lỡ anh ta thật sự muốn xin lỗi tôi thì sao đến lúc đó chúng ta đến cuộc hẹn đúng giờ là được anh ta không tạo nổi sóng gió gì đâu ông có thể yên tâm trung thiên nguyên nhíu mày hiển nhiên vẫn có chút lo lắng hình như hôm nay là ngày thứ bảy Linh Nhi này uống thuốc của tử tài đúng không? Lâm Thanh Diện chuyển đề tài mở miệng hỏi. Trung Thiên Nguyên gật đầu thở dài nói, y thuật của thần y tử rất lợi hại, chẳng qua tình hình của Linh Nhi quá nghiêm trọng, có lẽ thần y tử đã đoán sai, cho đến hiện tại Linh Nhi vẫn chưa tỉnh lại. Hai mắt Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Trung Linh Nhi mở miệng nói, tử tài sẽ không nói những gì không chắc chắn, hôm nay mới là tròn một tuần, chờ một chút nữa, không chừng Linh Nhi sẽ tỉnh lại. Trung Thiên Nguyên gật đầu, chuyện đã đến bây giờ thì ông ta cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy. Sau đó hai người vẫn luôn canh giữ bên cạnh giường Trung Linh Nhi chờ đợi cô ta tỉnh lại. Đến 12 giờ đêm, Trung Linh Nhi vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, ngay cả Lâm Thanh Diện cũng có chút nghi ngờ nhận xét của Từ Tài thật sự có sai sót. Ban ngày Trung Thiên Nguyên xử lý chuyện công ty, buổi tối lại thức đêm trễ như thế nên không chịu nổi, Lâm Thanh Diện nói ông ta đi nghỉ ngơi. Sau khi Trung Thiên Nguyên rời khỏi lâm thanh diện một mình ngồi bên cạnh giường trung linh nhi chỉ mở một đèn nhỉ ánh sáng nhỏ chiếu vào mặt trung linh nhi lộ ra vẻ tiều tụy của cô ta trung linh nhi hôn mê một thời gian dài nên không thể ăn cơm chỉ có thể dựa vào truyền dinh dưỡng duy trì sự sống cứ như vậy cơ thể của cô ta gầy ôm hơn trước kia rất nhiều nhìn có vẻ gầy giống như que củi linh nhi tôi biết cô đang đùa với tôi đúng không thật ra cô đã tỉnh lại nhưng đang giận tôi nên cố ý không nói ra đúng không hơn một giờ sáng lâm thanh diện nhìn trung linh nhi vẫn không hề phản ứng trong lòng cũng sốt ruột nếu cô thật sự còn giận tôi thì cứ nói ra tôi bảo đảm chuyện gì cũng nghe theo cô cô có đánh mắng thì tôi cũng không nói một câu oán hận cho dù cô nói yêu cầu gì với tôi thì tôi cũng sẽ đồng ý chỉ cần cô tỉnh lại được không sau khi anh ta nói xong thì một lúc sau trung linh nhi trên giường bệnh vẫn không bất cứ phản ứng gì lâm thanh diện mất mát cúi đầu trong lòng hối hận và tự trách, nhưng anh biết hiện tại cho dù anh hối hận cũng vô dụng. Thật, thật sao, chuyện gì anh cũng đồng ý với tôi sao? Lúc Lâm Thanh Diện tuyệt vọng thì bên tai anh đột nhiên vang lên một giọng nói yếu ớt, anh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trung Linh Nhi thì phát hiện không biết cô gái này đã mở mắt từ lúc nào, rơi nước mắt nhìn mình. Cuối cùng hòn đá trong lòng Lâm Thanh Diện cũng rơi xuống đất, anh nở nụ cười với Trung Linh Nhi, vẻ mặt đầy cương chiều nói. Thật, Audio điện tử võ tấn bền. chương 511, yêu cầu của Trung Linh Nhi. Trong phòng bệnh, một số bác sĩ tập trung quanh giường của Trung Linh Nhi sử dụng nhiều dụng cụ khác nhau để kiểm tra xem các chức năng cơ thể của cô có bình thường hay không. Đứng bên cạnh Lâm Thanh Diệt, Trung Thiên Nguyên đã rơi nước mắt, rõ ràng việc tỉnh dậy của Trung Linh Nhi khiến ông ta có chút phấn khích và không biết làm thế nào. Y thuật của thần y từ thực sự rất thông thiên, ông ấy nói sau một tuần con gái tôi sẽ tỉnh lại. Vậy mà Linh Nhi thật sự đã tỉnh lại sau một tuần, dù có chế mấy tiếng cũng không sao, quay về chắc tôi phải chuẩn bị quà cho thần y từ, cảm ơn ân tình của ông ấy đối với con gái tôi. Trung Thiên Nguyên nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, nói. Lúc này Lâm Thanh Diện cao mày, nhìn chằm chằm Trung Linh Nhi đang được kiểm tra trên giường bệnh, suy nghĩ lẫn lộn. Lúc đó Trung Linh Nhi đột nhiên tỉnh dậy, tâm trạng anh vô cùng hưng phấn nên đã đồng ý với Trung Linh Nhi, cho dù cô có yêu cầu gì thì anh cũng sẽ đồng ý. Xem xét tình hình của Trung Linh Nhi lúc đó, thực ra anh cũng không nghĩ nhiều, nhưng sau khi phản ứng lại, anh chợt thấy hối hận vì Trung Linh Nhi có khả năng sẽ bảo anh ở cùng với cô ấy. Cho nên lúc đó anh cũng có phần lo lắng sợ Trung Linh Nhi sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, vì anh đã hứa với Trung Linh Nhi sẽ chấp nhận bất cứ yêu cầu nào nên anh không thể từ chối. Nếu anh thực sự muốn từ chối, ảnh hưởng đến tình trạng của Trung Linh Nhi, vậy anh hối hận cũng đã quá muộn nhưng may mắn thay, sau khi Trung Linh Nhi bình phục lại, cô đã không yêu cầu anh những chuyện khả dĩ nhất, điều này khiến Lâm Thanh Diện âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là yêu cầu mà Trung Linh Nhi đưa ra vẫn khiến Lâm Thanh Diện cảm thấy hơi đau đầu, cũng chỉ tốt hơn một chút so với những yêu cầu mà Lâm Thanh Diện nghĩ ra. Một lúc sau, các bác sĩ đã kiểm tra Trung Linh Nhi xong, một trong số họ đến, mỉm cười nói với Trung Thiên Nguyên, ông Trung, con gái ông thể trạng tốt, chỉ là bị suy dinh dưỡng một chút, sau này ông bổ sung dinh dưỡng cho cô ấy là được, con gái ông tỉnh lại đã là kỳ tích rồi." Trung Thiên Nguyên gật đầu với bác sĩ, nói "Cảm ơn thần y, được rồi, con gái tôi đã không có việc gì thì các ông về nghỉ ngơi trước đi, nếu có chuyện gì tôi sẽ gọi lại cho các ông, các ông đã vất vả vì con gái tôi lâu như vậy rồi, vài ngày nữa tôi sẽ bồi thường cho các ông một khoản tiền hậu hĩnh, cho các ông đi du lịch một thời gian." Một số bác sĩ nghe Trung Thiên Nguyên nói, tất cả đều mỉm cười sau khi bày tỏ lòng biết ơn với trung thiên nguyên họ rời khỏi phòng lâm thanh diện và trung thiên nguyên bước đến trước giường bệnh nhìn chằm chằm trung linh nhi đang nằm trên đó trung thiên nguyên trông rất hạnh phúc nói linh nhi muốn ăn gì không cha mua cho con dù con muốn ăn gì cha cũng có thể mua cho con vậy con muốn ăn thịt rồng cha đi mua đi trung linh nhi nói trung thiên nguyên ngay lập tức cười ngượng ngùng nói linh nhi đừng làm rộn nghiêm chỉnh nói nhé Vừa tỉnh lại phải ăn chút gì đó để hồi phục sức khỏe. Cha muốn mua gì thì mua, con muốn ở một mình với Lâm Thanh Diện một lúc, bây giờ cha nhanh chóng đi mua đi, tốt nhất là sáng ngày mai quay lại." Trung Linh Nhi nói. Trung Thiên Nguyên quay đầu lại liếc nhìn Lâm Thanh Diện, rồi trầm ngâm gật đầu, cười nói, "Được thôi, hai đứa nói chuyện trước đi, cha sẽ tìm người nấu cho con." Nói xong xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, chuẩn bị đồ ăn cho Trung Linh Nhi. Mặc dù đã hơn 2 giờ sáng, nhưng với thân phận của trung thiên nguyên có thể dễ dàng tìm được đầu bếp nấu một vài món ăn ngon sau khi trung thiên nguyên rời đi trung linh nhi nhìn lâm thanh diện nói lấy cho em một chiếc gương em lấy gương để làm gì lâm thanh diện hỏi em muốn xem bây giờ trông như thế nào trung linh nhi nói bây giờ em vẫn xinh đẹp như lúc trước chờ cơ thể em hồi phục có thể ra khỏi giường em có thể tự nhiên soi gương lâm thanh diện trả lời không được em muốn xem ngay bây giờ nếu anh không cho em soi gương bây giờ em sẽ tiếp tục hôn mê cho dù trung linh nhi đang nằm trên giường bệnh cô vẫn không thể thay đổi tính cách gương ngạnh của mình lâm thanh diện bất lực bởi vì không có gương trong tay anh lấy điện thoại ra bật chế độ tự sướng đưa cho trung linh nhi trung linh nhi nhìn chằm chằm chính mình trong điện thoại kêu lên một tiếng rồi bật khóc làm lâm thanh diện sững sờ em sao thế lâm thanh diện quan tâm hỏi Trung Linh Nhi vừa khóc vừa nói với Lâm Thanh Diện, "Bộ dạng của em bây giờ thật xấu xí, anh nhất định sẽ không thích em, bây giờ anh ra ngoài cho em, em không muốn anh thấy em xấu xí như vậy." Lâm Thanh Diện sướng sờ nhìn Trung Linh Nhi, nhận lấy điện thoại trên tay cô, nói, "Em chỉ hơi lộn xộn vì đã nhiều ngày không ra khỏi giường tắm rửa thôi, đợi em phục hồi và ăn mặc gọn gàng lại, em sẽ lại là tiểu tiên nữ." "Anh còn dám nói em cầu thả, đàn ông các anh quả nhiên không phải thứ tốt gì." Trung Linh Nhi khóc càng dữ dội. Lâm Thanh Diện nhất thời chỉ cảm thấy đau cả đầu, tâm tư của các cô gái thật sự rất khó nắm bắt, quan trọng nhất là không bao giờ đoán được mấu chốt của họ. Sau một lúc, Trung Linh Nhi dừng lại, vẻ mặt đau buồn nhìn Lâm Thanh Diện, hỏi anh nhìn thấy dáng vẻ xấu xí nhất của em, có phải anh khinh thường em rồi không? Không đâu, Lâm Thanh Diện trả lời. Vậy thì nói cho em biết, anh sẽ đồng ý với yêu cầu em đã đưa ra với anh chứ? Trung Linh Nhi tiếp tục nói. Lâm Thanh Diện thở dài bất lực, hỏi em thực sự không phải đang đùa anh sao? Tất nhiên là không, dù sao em biết mình không thể trông cậy vào anh được nữa, nên em chỉ có thể trông chờ vào con trai anh. Trung Linh Nhi nghiêm trang nói. Yêu cầu của Trung Linh Nhi đưa ra với Lâm Thanh Diện là sau khi con trai Lâm Thanh Diện lớn, nếu cô theo đuổi, Lâm Thanh Diện không được ngăn cản cô, nếu cô theo đuổi được, Lâm Thanh Diện cũng chỉ có thể đứng nhìn, không được can thiệp. Lâm Thanh Diện vừa nghĩ đến nếu tình huống này thực sự xảy ra, Trung Linh Nhi theo đuổi con trai mình, đầu lập tức vang lên tiếng ong ong. Hay là em thay đổi yêu cầu của mình đi, con trai anh lớn, chắc em cũng đã ngoài 30 rồi, chẳng lẽ em còn muốn đợi nó lớn sao? Lâm Thanh Diện nói, vậy được thôi, bây giờ anh hứa cưới em đi, cho dù làm thiếp cũng không thành vấn đề, chỉ cần anh hứa, em sẽ không có ý tưởng đụng đến con trai anh, hơn nữa còn có thể sinh con trai cho anh. Trung Linh Nhi ngay lập tức nhìn chằm chằm anh, nói: "Lâm Thanh Diện nghiến răng nói, vậy anh sẽ đồng ý với yêu cầu trước mắt của em?" Dù sao hiện tại anh cũng không có sinh con trai, nếu đến thời điểm đó sẽ sinh con gái, như vậy cũng không phải là anh chưa hoàn thành lời hứa. Mà cho dù thật sự sinh con trai, con trai cũng còn nhiều năm mới lớn, trong thời gian dài như vậy, Trung Linh Nhi nhất định sẽ đổi ý. Bây giờ Lâm Thanh Diện chỉ có thể tự an ủi mình bằng cách này. Chương 512, quỳ xuống lại tôi. Ý anh là, chị Bích Hoài đã biến mất sau vụ tai nạn xe hơi ngày hôm đó. Sau khi xác nhận yêu cầu với Lâm Thanh Diện, Trung Linh Nhi hỏi về những chuyện đã xảy ra sau ngày xảy ra tai nạn. Lâm Thanh Diện nói với Trung Linh Nhi về những chuyện đã xảy ra sau đó, vẻ mặt của anh trở nên mất mát. Vừa rồi anh còn đề phòng ý tưởng của Trung Linh Nhi, không để cô đụng đến con mình, lúc này anh mới nhớ ra vợ mình vẫn mất tích cho dù muốn sinh con trai cũng phải đi tìm hứa bích hoài mới được. Hiện tại anh dùng hết sức tìm kiếm cũng đã tìm được manh mối, em đừng quá lo lắng, anh nhất định sẽ tìm được cô ấy trở về. Lâm Thanh Diện nói, Trung Linh Nhi gật đầu, mặc dù cô rất muốn có được Lâm Thanh Diện nhưng bản chất cô là một cô gái tốt bụng, cô không nghĩ đến việc thừa lúc vắng mà vào, thay vào đó, giống như Lâm Thanh Diện, cô lo lắng về tình hình của hứa Bích Hoài. Đã bắt được kẻ đứng sau chưa? Sao cô ta đáng hận như vậy? dùng cách này để đối phó với anh. Trung Linh Nhi lại hỏi. Lâm Thanh Diện nheo mắt, nói cô ta chẳng còn nhiều ngày lành nữa đâu, hai ngày nữa anh sẽ tham gia một bữa tiệc tối, đến lúc đó anh sẽ không buông tha cho những kẻ có liên quan đến chuyện này. Không lâu sau, Trung Thiên Nguyên mang đồ ăn hấp dẫn trở về phòng bệnh, Lâm Thanh Diện giúp Trung Linh Nhi ăn, sau đó ở lại với Trung Linh Nhi đến 4 giờ sáng mới trở về nhà tổ của nhà họ Lâm. Hai ngày sau, khách sạn Kim Lân ở Kinh Đô lâm thanh diện và trung thiên nguyên lần lượt đến cửa khách sạn nhìn thấy lâm thanh diện trung thiên nguyên ngay lập tức chạy đến trên khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng đằng sau là bốn vệ sĩ hùng hậu của khổng vũ rõ ràng là ông ta rất cẩn thận và coi trọng bữa tiệc của công tôn ninh lâm thanh diện cậu không đưa thêm người đến đây sao có khả năng những người trong tập đoàn ninh vân đã gài bẫy chúng ta ở bên trong trung thiên nguyên nói lâm thanh diện cười với ông ta nói một mình tôi là đủ rồi Trung Thiên Nguyên cao mày, ông ta biết Lâm Thanh Diện biết đánh đấm, nhưng chắc chắn Công Tôn Ninh cũng biết điều đó, nếu anh ta thực sự muốn gài bẫy bọn họ, sao Công Tôn Ninh có thể không nghĩ ra cách nhắm vào Lâm Thanh Diện. Nhưng nhìn dáng vẻ thoải mái của Lâm Thanh Diện, Trung Thiên Nguyên cũng không nói được gì, bây giờ ông ta đã đến, ông ta chỉ có thể kiên trì mà đi vào. Hai người cùng nhau bước vào khách sạn Kim Lân, bên trong trống không, chỉ có thể nhìn thấy hai người phục vụ đang đợi ở đầu cầu thang, một người phục vụ thấy Lâm Thanh Diện bước vào liền bước tới nói, hôm nay chỗ chúng tôi đã được đặt trước. Xin hỏi hai người là ai? Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện nhàn nhạt đáp. Người phục vụ nghe thấy cái tên này, vội vàng bày ra tư thế xin mời với Lâm Thanh Diện, nói, người đặt phòng đã đợi sẵn trên lầu, mời đi theo tôi. Một vài người cùng nhau lên lầu, đến cửa một phòng riêng rất sang trọng, người phục vụ nói với Lâm Thanh Diện và Trung Thiên Nguyên rằng những người trong phòng riêng đang đợi họ, sau đó rời khỏi đây lâm thanh diện bước tới đẩy cửa ra phát hiện không gian bên trong khá rộng trang trí rất lộng lẫy một chiếc đèn chùm rất lớn nhìn khá trói mắt bàn trong phòng riêng không quá lớn thuộc loại không lớn không nhỏ đủ để một bàn người ngồi trong phòng không phải hô hoán gọi nhau lúc này trước bàn này chỉ có hai người đang ngồi công tôn ninh và lạc tâm thấy lâm thanh diện và trung thiên nguyên đã đến công tôn ninh ngay lập tức đứng lên khỏi chỗ ngồi khuôn mặt mỉm cười chào hai người ở cửa không thể xuống đón hai người, thật là thất lễ, mau đến ngồi đi, tôi đã chuẩn bị mau đài thượng hạng rồi, hôm nay tôi nhất định sẽ tiếp đái hai người. Công tôn ninh trông không nhìn ra một chút căm ghét nào đối với Lâm Thanh Diện, rất bình thường mà muốn xin lỗi anh. Lâm Thanh Diện và Trung Thiên Nguyên ngồi xuống trước bàn, bốn vệ sĩ của Trung Thiên Nguyên đứng bên cạnh Trung Thiên Nguyên, đề phòng trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sau khi ngồi xuống, Lâm Thanh Diện liếc mắt nhìn Lạc Tâm, Lạc Tâm và Lâm Thanh Diện hai mặt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng quay đi, hiển nhiên có chút trột dạ. Sao thế, hai người đã nói muốn bồi tội với tôi, tại sao lại không dám nhìn thẳng vào tôi? Chẳng lẽ hôm nay hai người có mục đích khác, nên trột dạ? Lâm Thanh Diện nói một cách không khách khí. Lạc Tâm hừ lạnh một tiếng, nói, Lâm Thanh Diện, đừng quá đắc ý, hôm nay là cậu Ninh muốn xin lỗi cậu chứ không phải tôi, hiềm khích giữa tôi và cậu không thể hóa giải bằng một lời xin lỗi đâu, lâm thanh diện cong môi nói vậy tại sao hôm nay cô vẫn ngồi đây cô ở đây để xem chuyện cười của cậu ninh sao sắc mặt lạc tâm trở nên cứng ngắc nhất thời không tìm được lời nào để phản bác lại lâm thanh diện công tôn ninh thấy lâm thanh diện vừa đến đã khiến bầu không khí trở nên căng thẳng như vậy anh ta cau mày rồi cười nói gia chủ lâm đừng tức giận tính cách người phụ nữ lạc tâm này hơi lập dị hôm nay tôi đưa cô ấy tới đây để xin lỗi anh nhưng cô ấy có chút xấu hổ nói ra thôi Tôi biết gia chủ Lâm có vài thành kiến về tập đoàn Ninh Vân chúng tôi, trước đây chúng ta đã có một vài hiểu lầm khó chịu, nhưng trên thế giới này không có kẻ thù vĩnh viễn, bây giờ ba nhà chúng ta đang ở trong cùng một trận doanh, vậy chi bằng chúng ta kết thúc ân oán trong quá khứ bằng một ly rượu, sau này cùng nhau làm việc kiếm lợi nhuận, thế nào? Nói xong, Công Tôn Ninh cầm ly rượu trên tay, kính Lâm Thanh Diện. Trung Thiên Nguyên quay đầu lại, liếc nhìn Lâm Thanh Diện, hôm nay ông ta chính là làm nền cho anh cho nên chỉ cần nhìn thái độ của anh là được. Lâm Thanh Diện hừ lạnh, nhìn xuống ly rượu trên bàn, nói, ai biết anh có hạ độc vào ly rượu không, chỉ bằng anh uống ly rượu trước mặt này đi, tôi sẽ buông ân oán với anh xuống, thế nào? Nét mặt của công tôn ninh hiện rõ nét ngượng ngùng, sau đó anh ta đặt ly rượu trên tay xuống, nói, gia chủ Lâm đã không tin tôi. Vậy dường như việc uống rượu không thể giải quyết được vấn đề. Trung Thiên Nguyên nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt của công tôn ninh, Suy ra rượu này thực sự có gì đó không ổn. Hôm nay đã đến đây xin lỗi gia chủ Lâm, vậy tốt hơn là nên nghe lời nhà họ Lâm, anh muốn tôi làm gì mới chấm dứt ân oán trước đây, sau này chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, thế nào? Công Tôn Ninh lại hỏi. Lâm Thanh diện cười, nói, nếu tôi nói ra, hai người có thực sự làm không? Đó là lẽ tự nhiên, chúng tôi đã muốn bồi tội, chúng tôi phải chân thành. Công Tôn Ninh đáp. Vậy được, anh và Lục Tâm lập tức quỳ xuống trước mặt tôi, tự tát 10 cái bạt tay cho tôi, sau đó anh ép lục tâm uống cạn ly rượu trước mặt tôi, tôi sẽ buông bỏ những ân oán với hai người, thế nào? chương 513 có giống với vũ khí giết người không? Cả căn phòng im lặng trong vài giây đồng hồ, gương mặt của hai người công tôn ninh và lạc tâm lập tức trầm xuống. Mặc dù là Trung Thiên Nguyên biết bữa tiệc ngày hôm nay với Hồng Môn Yến cũng không kém là bao nhiêu, nhưng khi nhìn thấy thái độ cứng rắn của Lâm Thanh Diện thì cũng cảm thấy có chút không ổn, nhưng mà ông ta là người của Lâm Thanh Diện, cũng không thể nói cái gì được. Lâm Thanh Diện anh có ý gì chứ? Tôi thành khẩn nhận lối cùng với anh, nhưng anh lại dùng thái độ này để nói chuyện với tôi, anh thật sự cho rằng công tôn Ninh tôi dễ bị xem thường à? Công tôn Ninh nói một câu với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười ha ha, mở miệng nói, sao vậy? Tôi chỉ vừa mới nói ra yêu cầu đó thì các người đã không chấp nhận được rồi à? Nếu như không phải là các người, vậy thì sao vợ của tôi lại mất tích sau tai nạn xe cộ được chứ? Sao em gái của tôi có thể hôn mê lâu như vậy? Hai ngày trước mới tỉnh dậy, các người thật sự cho rằng những ân oán này chỉ dựa vào một câu xin lỗi là có thể hòa giải được ư? Công Tôn Ninh đảo mắt, sau đó trên mặt lại lộ ra một nụ cười, lên tiếng nói, hóa ra là bởi vì những chuyện này, ha ha, anh bất giận trước đi, ở chỗ của tôi có một tin tức tốt muốn nói cho anh biết đây. Tôi đã tìm được nơi ở của vợ anh rồi. Hơn nữa tôi cũng đã đón cô ấy đến đây, là để tạ lỗi với anh đấy." Lâm Thanh Diện nghe thấy lời nói của Công Tôn Ninh, trong lòng lập tức giật mình, quay đầu nhìn Lạc Tâm một chút, lúc đó anh đã đặc biệt xác nhận sự mất tích của Hứa Bích Hoài quả thật không có liên quan gì đến Lạc Tâm. Bây giờ Công Tôn Ninh còn nói ra lời này, khiến anh không thể không nghi ngờ trước đó Hứa Bích Hoài quả thật đã rơi vào trong tay của Công Tôn Ninh và Lạc Tâm. Nắm tay của Lâm Thanh Diện lập tức siết chặt lại, nếu như thật sự là như vậy, Lâm Thanh Diện gần như có thể tưởng tượng được hứa Bích Hoài sẽ bị tra tấn như thế nào khi ở trong tay của công tôn ninh. Chỉ có điều khiến cho Lâm Thanh Diện cảm thấy kỳ quái, là sau khi công tôn ninh nói lời này ra khỏi miệng, trên mặt của Lạc Tâm cũng lộ ra một biểu cảm nghi ngờ, trông có vẻ như cũng không biết công tôn ninh đã tìm được vợ của Lâm Thanh Diện vậy. Cô ấy đang ở đâu, mau dẫn cô ấy đến đây cho tôi, nếu như cô ấy tổn thương nữa sợi tóc, tôi chắc chắn sẽ chém các người thành ngàn mảnh. Lâm Thanh Diện nghiến răng nói ra câu nói này, sát khí ở trên người càng quét cả căn phòng. Đừng vội, để tôi mời cô ấy ra ngay đây. Trên mặt của công tôn ninh lộ ra một nụ cười âm hiểm, sau đó vỗ tay. Ở phía sau bức bình phong lập tức có hai người bước ra cùng với một cô gái đang bị trói, cùng lúc đó có mười mấy người khí thế bất phàm cũng lao ra từ bên trong, bao vây Lâm Thanh Diện và Trung Thiên Nguyên lại. Lâm Thanh Diện nhìn sang cô gái bên kia, trong lòng có chút khẩn trương nhưng mà khi nhìn thấy dáng dấp của cô gái kia thì biểu cảm trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc cô gái đang bị trói lại chính là tưởng ngọc khiết người trước đó ở viện mồ côi lúc này ở trên mặt của tưởng ngọc khiết tràn đầy hoảng sợ sợ hãi nhìn người xung quanh của mình trong miệng của cô ta bị nhét một miếng vải không có cách nào phát ra âm thanh cô ta nhìn thấy lâm thanh diện thì cơ thể lập tức vùng vẫy dường như là muốn nhắc nhở lâm thanh diện ở đây sẽ gặp nguy hiểm Biểu cảm ở trên mặt của công tôn ninh đã biến thành cười lạnh, anh ta vốn chỉ nghĩ xem mình có thể lừa gạt Lâm Thanh Diện uống xong ly rượu kia hay không. Ai ngờ được từ lúc mới bắt đầu thì Lâm Thanh Diện đã biết là mình cũng không có ý định thật sự tạ lỗi với anh. Cho nên anh ta cũng không có ý định tiếp tục đóng kịch với Lâm Thanh Diện nữa. Mục đích ngày hôm nay là vì để diệt trừ Lâm Thanh Diện, hơn nữa có vị cao thủ lý phủ đồ làm vệ sĩ. Anh ta cũng không cần phải dườm già làm gì, trực tiếp ra tay chính là cách đơn giản và có tác dụng rất lâm thanh diện thế nào tôi mang vợ của anh tới cho anh đó có phải là anh có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi hay không ha 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 công tôn ninh bật cười lâm thanh diện hừ lạnh một tiếng mở miệng nói cô ấy không phải là vợ của tôi anh bắt một người vô tội đến đây làm cái gì công tôn ninh nhìn chằm chằm vào tưởng ngọc khiết lên tiếng nói sao cô ta không phải là vợ của anh được nhìn gương mặt của cô ta xem giống với gương mặt của vợ anh biết bao nhiêu hơn nữa cô gái này còn trẻ tuổi hơn một chút phụ nữ mà bất quá cũng chỉ là dùng để chơi thôi đương nhiên không cần kém là được rồi anh còn nhất định phải tìm người ban đầu để làm cái gì chứ thả cô ấy ra nếu không thì anh sẽ hối hận tôi sẽ để cho anh nếm được mùi vị đau khổ nhất trên cuộc đời này lâm thanh diện lạnh lùng nói công tôn ninh không hề sợ hãi mà nhìn lâm thanh diện mở miệng nói anh cẩn thận nhìn xung quanh của anh thử xem chẳng lẽ anh vẫn còn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại nữa à anh có biết hôm nay tôi mời các người đến đây chính là vì muốn ra tay với các người đúng là anh không dễ dàng gì bị lừa gạt chỉ có điều là tôi không nghĩ đến anh lại đơn độc đến đây cái ông trung thiên nguyên ngày tốt xấu gì còn mang theo bốn người vệ sĩ đối với thực lực của mình anh tự tin như vậy à anh có thể thử một chút lâm thanh diện nói ha ha anh tưởng tôi bị ngốc à tôi biết là anh có thể đánh nhau cho nên tôi mới có thể bắt cô gái này đến đây. Anh vì cô ta, vậy mà có thể bảo vệ cả một viện mồ côi, nếu như tôi không đoán sai, chắc anh cũng là một người có tâm địa thiện lương chứ nhỉ. Lâm Thanh Diện, chắc là anh cũng biết rõ đến mấy nơi như thế này, nếu như không tàn nhẫn thì căn bản sẽ không sống nổi, mà anh hoàn toàn có điểm uy hiếp đó, tôi bắt cô ta đến đây chính là vì để thử xem xem rốt cuộc anh có bao nhiêu thiện lương. Hôm nay chỉ cần anh dám ra tay, tôi sẽ lập tức bẻ gãy cổ của cô ta, Đến lúc đó cô ta chết rồi, toàn bộ trách nhiệm sẽ thuộc về anh, không biết phần thiện lương này của anh còn có thể tiếp tục duy trì nữa hay không." Công Tôn Ninh nói xong, nhàn nhã ngồi xuống ghế, còn gấp đồ ăn ở trên bàn ăn một miếng. "Tôi chỉ cho anh 3 phút để suy nghĩ, nếu như anh không muốn cô ta chết, vậy thì bây giờ uống ly rượu ở trên bàn cho tôi, nếu không thì 3 phút sau cho dù anh không ra tay thì người của tôi cũng sẽ giết cô ta." Công Tôn Ninh lại bổ sung thêm một câu. Lâm Thanh Diệt híp mắt lại nhìn Công Tôn Ninh, Tưởng Ngọc Khiết bị bắt, chính là chuyện mà ngày hôm nay anh không dự liệu được. Trung Thiên Nguyên đứng ở bên cạnh của Lâm Thanh Diệt, trên mặt của ông ta tràn đầy vẻ sốt ruột mà nhìn tình huống xung quanh, những tên thủ hạ này của Công Tôn Ninh, khí thế của mỗi một tên đều mạnh hơn nhiều so với bốn tên vệ sĩ của ông ta mang đến. Nếu như quả thật muốn đánh nhau, chỉ sợ là bọn họ không có phần thắng nào. Ông ta tiến tới bên tai của Lâm Thanh Diệt, nhỏ giọng nói lâm thanh diện vào thời điểm như thế này ngàn vạn lần không thể do dự được chờ một lát nữa tôi kêu vệ sĩ của tôi ngăn cản bọn họ lại hai chúng ta chạy trước chỉ cần có thể chạy đi thì không sợ có cơ hội báo thù về phần cô gái đó bây giờ cũng chỉ có thể từ bỏ trước thôi lâm thanh diện cười cưới với ông ta đưa tay cầm lấy đôi đũa ở trên bàn lên tiếng nói ông cảm thấy cây đũa này có giống với vũ khí giết người hay không trên mặt của trung thiên nguyên tràn đầy thắc mắc không biết tại sao Lâm Thanh Diện lại đột nhiên hỏi đến vấn đề này. Công Tôn Ninh thì cười ha hả, diễu cợt nói, Lâm Thanh Diện anh sẽ không phải là thật sự ngốc đó chứ, chẳng lẽ anh muốn cầm lấy hai cây đũa này đánh với người của chúng tôi, tức cười chết đi được. Tiếng cười của anh ta vừa mới dứt, Lâm Thanh Diện liền quay đầu nhìn về phía của anh ta, sau đó cầm cây đũa kia quăng mạnh lên, âm thanh xé gió, sau đó hai cây đũa kia đều chui vào trong nghi tâm của hai người đang bắt lấy tưởng ngọc khiết. Bóng dáng của Lâm Thanh Diện nhanh chóng phi về phía của tưởng Ngọc Khiết, trực tiếp nắm tưởng Ngọc Khiết lại, lui về vị trí vừa nãy. Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra với vận tốc ánh sáng, công tôn ninh và những tên thủ hạ của anh ta căn bản cũng không kịp phản ứng. Thân thể của hai tên thủ hạ đó ngã xuống mặt đất, dọa đến nỗi hai người công tôn ninh và lạc tâm đều khẽ run dày. chương 514, không đủ gây sợ. Sau khi cứu được tưởng Ngọc Khiết, Lâm Thanh Diện tháo sợi dây đang trói ở trên người và miếng vải đang bịt miệng cô ta ra. Khuôn mặt của Tưởng Ngọc Khiết tràn đầy hốt hoảng, nhìn Lâm Thanh Diện mở miệng nói, "Lâm Thanh Diện, anh mau ra khỏi chỗ này đi, bọn họ có mưu đồ làm loạn với anh đó, chúng ta nhanh chóng báo cảnh sát bắt bọn họ lại đi." Lâm Thanh Diện cười cười với Tưởng Ngọc Khiết, lên tiếng nói, "Cô đừng sợ, đây là ân oán giữa tôi với bọn họ, nếu như báo cảnh sát, vậy thì bọn họ sẽ không nhận được sự trừng phạt nên có." Cô cứ đứng ở bên cạnh của tôi mà nhìn, bọn họ không làm gì được tôi đâu." Tưởng Ngọc Khiết nghe Lâm Thanh Diện nói như vậy, đành phải nhẹ gật đầu. Trong mắt của cô ta, Lâm Thanh Diện là gia chủ của nhà họ Lâm, là một người cao cao tại thượng, đưa ra quyết định thì chắc chắn đều có đạo lý nhất định. Loại tình huống ở trước mắt, cô ta chỉ cần nghe theo sắp xếp của Lâm Thanh Diện là được rồi. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn về phía hai người Công Tôn Ninh và Lạc Tâm một lần nữa, lạnh lùng nói một câu, "Tôi ra tay rồi." các người có thể làm gì được tôi. Công tôn ninh nhìn chầm chầm vào hai tên đang ngã dưới mặt đất rồi nuốt nước bọt, bị thực lực thi triển của Lâm Thanh Diện làm cho giật mình. Anh ta không ngờ đến là thực lực của Lâm Thanh Diện lại mạnh như vậy, vậy mà có thể tùy tiện giết thủ hạ của anh ta, thuận tiện cứu tưởng Ngọc Khiết tới tay. Lạc Tâm cũng không ngờ đến Lâm Thanh Diện lại kinh khủng như vậy, trong lòng có một cảm giác sợ hãi không thể kiềm chế được đang bốc thẳng lên từ đáy lòng nếu như lúc nãy đôi đúa ở trong tay của lâm thanh diện là để đối phó với cô ta bây giờ chỉ sợ là cô ta đã trở thành một thi thể lạnh băng chỉ có điều là hai người bọn họ cũng không biết được làm ra tất cả những chuyện lúc nãy đã là mức giới hạn của lâm thanh diện máu đang cuồn cuộn ở trong người nếu như không phải cố gắng kiềm chế thì có lẽ cũng sẽ đứng không vững tưởng ngọc khiết bị bắt đã nằm ngoài dự liệu của lâm thanh diện anh không muốn cô gái này bởi vì mình mà lại xảy ra chuyện cho nên lúc nãy cho dù là như thế nào đi nữa thì anh cũng phải cứu Tưởng Ngọc Khiết trở về mới được. Công Tôn Ninh hít sâu một hơi, mặc dù thực lực mà Lâm Thanh Diện biểu hiện ra quá mức dọa người, nhưng mà cũng may là mình đã mời cao thủ siêu cấp đến đây, chút bản lĩnh này của Lâm Thanh Diện so sánh với cao thủ siêu cấp thì chắc chắn chênh lệch với nhau rất nhiều. Nghĩ như vậy, trong lòng của Công Tôn Ninh mới được xem như là thả lỏng một chút, nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, giọng nói lạnh lùng, anh đừng có khoe khoang phách lối ở chỗ này anh cho rằng như thế này thì tôi sợ anh đó à? Mấy tên thủ hạ này chắc chắn không phải là đối thủ của anh, nhưng mà không có nghĩa là không ai có thể chỉ anh. Lần này vì để đối phó với anh, tôi đã đặc biệt tốn rất nhiều tiền để mời một cao thủ siêu cấp tới đây. Anh ở trước mặt của anh ta căn bản cũng không đáng để nhắc tới, anh có cứu được con nhỏ đó hay không thì kết quả cũng giống nhau thôi. Nói xong, công tôn ninh lại vỗ tay một lần nữa, cất cao giọng nói, ra đi, tiếp theo rơi này chính là sân khấu của anh. Lời nói của anh ta vừa dứt, Lý Phủ Đồ liền bước ra từ đằng sau bức bình phong, trên mặt tràn đầy lạnh lùng nhìn tất cả mọi người ở đây, nhiệt độ ở căn phòng này dường như cũng đã giảm xuống mấy độ bởi vì sự xuất hiện của anh ta. Sau khi hai người Trung Thiên Nguyên và Tưởng Ngọc Khiết nhìn thấy Lý Phủ Đồ, trong lòng liền sinh ra một cảm xúc thần phục. Bọn họ đều cảm nhận được loại khí thế bén nhọn ở trên người của Lý Phủ Đồ, cho dù chỉ là nhìn thoáng qua thì bọn họ cũng chắc chắn ở trong lòng, người đang đứng ở trước mắt có thể tùy tiện dùng một đầu ngón tay là có thể giết chết bọn họ. Công tôn Ninh và lạc Tâm nhìn thấy Lý Phủ đồ xuất hiện, trên mặt cũng lộ ra nụ cười lạnh, trong mắt tràn đầy chờ mong. Có người này ở đây, bọn họ căn bản cũng không lo lắng hôm nay Lâm Thanh Diện có thể chạy mất. Sau khi Lâm Thanh Diện nhìn thấy Lý Phủ đồ, trên mặt không có bất cứ kinh ngạc nào, mà sau khi Lý Phủ đồ đi ra nhìn thấy Lâm Thanh Diện thì ánh mắt cũng tương đối yên tĩnh hai người giống như là chưa từng quen biết tới nhau, không người nào nói với nhau câu gì. Hai ngày trước, Lâm Thanh Diện đã bí mật gặp Lý Phủ Đồ một lần, Lý Phủ Đồ cũng biết được từ chỗ Lâm Thanh Diện, người mà công tôn ninh mời anh ta đến giết đó chính là Lâm Thanh Diện. Lý Phủ Đồ là người của quan lính, cho dù có nhận nhiều tiền đi nữa thì cũng tuyệt đối không thể nào ra tay với Lâm Thanh Diện. Cho nên công tôn ninh căn bản cũng không biết vị cao thủ siêu cấp mà anh ta mời đến đây thật ra là người của Lâm Thanh Diện thật là đáng sợ, thật là đáng sợ quá đi thôi. Người này chỉ là đứng ở đây thôi mà đã cho tôi có một loại cảm giác bất lực, tôi cảm thấy là cho dù có 100 tôi đứng trước mặt của cậu ta, tôi cũng không có bất kỳ sức lực để đánh trả. Lâm Thanh Diện, chúng ta vẫn nên nghĩ cách chạy khỏi đây đi, tôi biết là cậu lợi hại, nhưng mà giao chiến với những người này không phải là một hành động sáng suốt, huống hồ gì ở đây còn có nhiều thủ hạ của công tôn ninh như vậy. Sau khi Trung Thiên Nguyên nhìn thấy Lý Phủ Đồ, lập tức bắt đầu khuyên ngăn Lâm Thanh Diện. Tưởng Ngọc Khiết ở một bên cũng nhanh chóng nhẹ gật đầu, nói, Lâm Thanh Diện những người này quả thật đáng sợ lắm, một ánh mắt của anh ta cũng để cho em có cảm giác run chân, em nghĩ là chúng ta vẫn nên nghĩ cách chạy thoát đi. Lâm Thanh Diện quay đầu lại nhìn hai người bọn họ một chút, chỉ hờ hững nói một câu, không đủ dọa sợ. Hai người Trung Thiên Nguyên và Tưởng Ngọc Khiết lập tức cảm thấy Lâm Thanh Diện có chút khinh thường, mặc dù là lúc nãy Lâm Thanh Diện cứu người trong gang tắc, cũng làm cho trong lòng của bọn họ kinh ngạc. Nhưng mà khí thế ở trên người của Lâm Thanh Diện cũng không khiến người ta sợ hãi như là Lý Phù Đồ, cho nên bọn họ vô thức cho rằng thực lực của Lâm Thanh Diện thật sự không bằng Lý Phù Đồ. Bọn họ không hề biết rằng Lý Phù Đồ đã từng bại dưới tay của Lâm Thanh Diệt, hơn nữa còn liên tục chiến đấu với 9 vị cao thủ, đã sắp muốn đến trạng thái giới hạn mà đánh bại Lý Phù Đồ. Công Tôn Ninh nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Diện, lập tức cười nhạo một tiếng, mở miệng nói, cho dù anh có chút thực lực, chắc là anh cũng có thể cảm nhận được sự chênh lệch giữa anh với anh ta chứ nhỉ. Người này chính là cao thủ được tôi mời đến từ quan lĩnh, anh ta là người ở trên bảng chiến thần của quan lĩnh, lại là người đứng đầu bảng, ở đó được xưng là nhân vương đấy. Chút thực lực này của anh, đứng ở trước mặt của anh ta thì cũng chỉ là một đứa nhỏ khoa tay múa chân mà thôi. Có phải vậy không? Lâm Thanh Diện nhìn Lý Phủ Đồ một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười chiêu tức. Hai người Trung Thiên Nguyên và Tử Ngọc Khiết đều chưa từng nghe thấy Quan Lĩnh là một nơi như thế nào, nhưng mà bọn họ đều biết rõ ràng đây tuyệt đối không phải là một nơi đơn giản. Cao thủ được công tôn ninh coi trọng như vậy, sao có thể là người đơn giản được? Quan trọng nhất chính là khí thế ở trên người của Lý Phủ Đồ thực sự quá dọa người. Cho dù công tôn ninh không giới thiệu với bọn họ, bọn họ cũng biết người này không dễ trêu chọc. Lâm Thanh Diện nếu như bây giờ anh quỳ xuống cầu xin tha thứ với tôi, không chừng tâm trạng của tôi tốt hơn còn có thể để cho anh anh lên đường thoải mái một chút, nếu không thì anh cũng chỉ có thể chờ đến lúc bị tra tấn từng chút từng chút một mà chết đi. Công Tôn Ninh nhìn về phía Lâm Thanh Diệt, nói một câu. Anh Lý, xin anh nhất định phải để cho cái tên này chết trong đau đớn một chút, cậu ta chính là người mà tôi hận nhất, nếu như để cho cậu ta chết một cách vì tiện, thật sự là hời cho cậu ta quá rồi. Lạc Tâm mở miệng nói. Lâm Thanh Diệt nhìn thoáng qua hai người bọn họ, sau đó mở miệng nói, ra tay đi. Công Tôn Ninh cười nhạo một tiếng, nói, không ngờ là anh lại sốt ruột như vậy, anh muốn chết như vậy đó à? Đã như vậy rồi, thế thì tôi sẽ thành toàn cho anh. Anh Lý, mục tiêu của anh chính là anh ta, hôm nay chỉ cần giết chết anh ta thì coi như nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi. Lý Phủ Đồ quay đầu lại lường Công Tôn Ninh một chút, sau đó cơ thể lập tức bắt đầu di chuyển. Trên mặt của Công Tôn Ninh và Lạc Tâm đều là chờ mong, đều cảm thấy Lâm Thanh Diện ở trước mặt của Lý Phủ Đồ chắc là sẽ không chống đỡ được bao lâu. Nhưng mà một giây sau, hai người bọn họ liền kinh ngạc há to miệng, cao thủ do công tôn ninh bỏ ra nhiều tiền mời đến cũng không ra tay với Lâm Thanh Diện, ngược lại là đánh lên trên người của thủ hạ công tôn ninh. Trôi qua mấy phút, tất cả những người mà công tôn ninh mang đến đều bị ngã trên mặt đất, chỉ còn lại hai người công tôn ninh và lạc tâm đứng ngơ ngác tại chỗ. Trường 515, Thiếu Chủ Tại, tại sao lại có thể như vậy anh lý tại sao anh lại ra tay với người của tôi chứ tôi dùng tiền mời anh tới đây là để cho anh giết cái tên khốn nạn lâm thanh diện này mà chẳng lẽ người của quan lĩnh anh lại có thể tùy tiện giết người của chủ như vậy mặt mũi của công tôn ninh tràn đầy khó hiểu mà nhìn lý phù đồ lý phù đồ cũng không trả lời lại anh ta mà là đi đến trước mặt của hai người công tôn ninh và lạc tâm giơ chân lên trực tiếp để cho hai người không có bất kỳ sức phản kháng nào quỳ trên mặt đất anh làm cái gì vậy, anh bị điên rồi hả? Sao lại ra tay với tôi công tôn ninh hét lớn với Lý Phủ Đồ? Lạc tâm cũng cắn môi nhìn Lý Phủ Đồ, một mặt hiểu, cô ta vốn dĩ cho rằng Lý Phủ Đồ sẽ ra tay giải quyết Lâm Thanh Diện nhanh chóng, lại không ngờ người này lại ra tay với bọn họ. Lúc đầu ở trong lòng của Trung Thiên Nguyên và Tưởng Ngọc Khiết vô cùng thấp thỏm, cũng đã chuẩn bị nhanh chân chạy đi rồi, nhưng sau khi nhìn thấy tình cảnh hiện tại, cả hai đều ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra vậy? trong lòng của hai người đều sinh ra một tia nghi hoặc, cao thủ do công tôn ninh bỏ nhiều tiền mời đến mà lại ra tay với người cùng phe, cái này thật sự có chút vượt quá dự liệu của bọn họ. Hai người đều quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, cảm thấy việc này chắc chắn có liên quan tới Lâm Thanh Diện. Bốn tên vệ sĩ của Trung Thiên Nguyên cũng đồng loạt thở dài một hơi, bọn họ là người tập võ, đương nhiên có thể đánh giá được thực lực của Lý Phù Đồ. Nếu như chờ một lát nữa thật sự phải ra tay, bốn người bọn họ chắc chắn phải là người xông ra trước nhất với lại bọn họ chắc chắn không phải là đối thủ của lý phủ đồ đến lúc đó sẽ có kết cục như thế nào đương nhiên cũng có thể nghĩ được lý phủ đồ vẫn không phản ứng lại công tôn ninh mà là quay người đi về phía của lâm thanh diệt sau khi đi đến trước mặt của anh thì chấp tay với lâm thanh diệt lên tiếng nói thiếu chủ phiền phức đã được giải quyết rồi thiếu chủ tất cả mọi người đều kinh ngạc khi lý phủ đồ gọi ra hai chữ này đồng loạt quay đầu nhìn về phía của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu với Lý Phù Đồ nói, làm phiền anh rồi. Trên mặt của công tôn ninh tràn đầy biểu cảm không thể tin nổi mà nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó lại nói với Lý Phù Đồ, anh có ý gì chứ, tại sao anh lại gọi anh ta là thiếu chủ? Từ lúc nào mà anh ta trở thành thiếu chủ của anh? Anh không phải là người của quan lĩnh đúng không? Lạc tâm cũng nghi hoặc mà nhìn Lâm Thanh Diện và Lý Phù Đồ, Đột nhiên suy nghĩ mãi mà cũng không nghĩ ra được rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Lâm Thanh Diện nở nụ cười đi về phía của hai người Công Tôn Ninh và Lạc Tâm, mở miệng nói, anh ta đúng là người của Quan Lĩnh, cái này cũng không có gì mâu thuẫn với việc anh ta gọi tôi là thiếu chủ. Chuyện này không thể nào được, là cao thủ đứng đầu bảng bảng chiến thần của Quan Lĩnh, là một sự tồn tại kinh khủng đến cỡ nào, sao anh lại có tư cách để cho anh ta gọi anh là thiếu chủ được? Trừ phi. Công Tôn Ninh nói đến đây, hai mắt đột nhiên trừng lớn lên, phát ra sợ hãi nồng đậm. Anh nghĩ không sai, Lý Phù Đồ gọi tôi là thiếu chủ, bởi vì thân phận thiếu chủ này thuộc về quan lĩnh. Lâm Thanh Diện lạnh nhạt trả lời lại. Trung Thiên Nguyên và Tử Ngọc Khiết nghe thấy mà như đều lọt vào trong sương mù, bọn họ cũng không biết quan lĩnh là một nơi như thế nào, cho nên đối với thân phận thiếu chủ của quan lĩnh là như thế nào thì cũng rất mơ hồ. Nhưng mà bọn họ đều biết rất rõ, cái người trông có vẻ hết sức khủng bố này thật ra là người một nhà, hôm nay bọn họ cũng coi như là an toàn rồi. Chuyện này không thể nào được, anh cũng chỉ là một đứa con hoang của nhà họ Lâm nho nhỏ mà thôi, nhà họ Lâm này của anh cũng là phản bội nhà họ công tôn của chúng tôi mà chạy ra ngoài, sao có thể là thiếu chủ của quan lĩnh được. Hô hấp của công tôn Ninh có chút rồn rập, anh ta muốn đứng dậy từ dưới đất, nhưng mà lúc nãy một đòn đó của Lý Phủ Đồ khiến cho anh ta căn bản cũng không dùng được chút sức lực nào, chỉ có thể đường hoàng quỳ ở trên mặt đất. Lâm Thanh Diện trực tiếp giơ tay lên tát một bà tay lên trên mặt của công tôn ninh, giọng nói lạnh lùng, nhà họ công tôn của anh là cái thá gì chứ, ba tôi chỉ dựa vào một mình ông ấy đã có thể ngồi lên vị trí ông chủ của quan lính. Mà nhà họ công tôn của các anh, một gia tộc to như vậy, nhiều năm như vậy mà cũng không có chút tiến bộ nào, anh thật sự cho rằng tôi thèm chút thanh danh nhỏ bé của nhà họ công tôn anh à. Công tôn ninh nắm bắt được tin tức vô cùng quan trọng trong lời nói của Lâm Thanh Diện, sau đó mở to hai mắt mà nhìn, lẩm bẩm nói ba của anh là ông chủ của quan lĩnh tại sao có thể như vậy được ông chủ của quan lĩnh không phải là đồ thiên tuyệt ư ha ha ba của tôi đã lấy thân phận đồ thiên tuyệt này nhiều năm rồi sở dĩ ông ấy chưa từng bị bại lộ chính là bởi vì đối phó với người nhà họ công tôn của các người ông nội của tôi chết thảm ở trên tay của các người bà nội của tôi bởi vì chuyện này mà buồn bã u sầu rồi qua đời thật sự cho rằng hai ba con chúng tôi sẽ dễ dàng quên đi những hận thù này à lâm thanh diện lạnh giọng nói công tôn ninh lập tức hoảng hốt anh ta quay đầu nhìn về phía lạc tâm ở bên cạnh mở miệng hỏi ba của lâm thanh diện ở đâu nếu như ba của anh ta không chết vậy thì tại sao lại lên làm gia chủ của nhà họ lâm lạc tâm mở miệng nói ba của cậu ta có chết hay không thì ai mà biết được chỉ là vào mười mấy năm trước đột nhiên lại mất tích hơn nửa còn để lại một lá thư cho lâm thanh diện có đều ở trên lá thư này cũng không có bất kỳ tin tức có tác dụng gì Mười mấy năm trước à, công tôn ninh lập tức nhíu mày, cụ thể là bao nhiêu? Mười, mười bốn năm trước, lạc tâm suy nghĩ rồi mở miệng nói. Thân thể của công tôn ninh giống như là bị xét đánh, lẩm bẩm nói, mười bốn năm trước. Mười bốn năm trước, đó chính là năm mà đồ thiên tuyệt đăng thiên thê thành công, trở thành ông chủ của quan lĩnh. Anh ta lập tức nghĩ ra cái gì đó, gương mặt trắng bệch như là tờ giấy, ánh mắt nhìn về phía lâm thanh diện tràn đầy sợ hãi lạc tâm ở một bên nhìn thấy phản ứng của công tôn ninh cũng bắt đầu rối rắm cô ta đưa tay nắm lấy cánh tay của công tôn ninh lên tiếng hỏi những gì cậu ta nói là sự thật à cậu ta thật sự chính là thiếu chủ của cái nơi quan lĩnh mà cậu đã nói lâm trung thiên quả thật là ông chủ của quan lĩnh mặt mũi của công tôn ninh xám như cho lên tiếng nói từ trước đến nay cao thủ đứng đầu bảng bảng chiến thần của quan lĩnh sẽ không cung kính với bất cứ ai thế mà bây giờ lại có thể gọi lâm thanh diện một tiếng thiếu chủ ngoại trừ anh ta quả thật có thân phận này, thế thì còn một điều kiện quan trọng khác, đó chính là Lâm Thanh Diện có thực lực đánh bại anh ta, nếu không thì anh ta cũng sẽ không cam tâm tình nguyện mà gọi Lâm Thanh Diện là thiếu chủ Lý Phủ đồ không thể là giả, cho nên những gì mà Lâm Thanh Diện nói dĩ nhiên cũng là thật, hơn nửa thực lực của anh ta chỉ sợ là còn mạnh hơn Lý Phủ đồ. Hôm nay chúng ta có được chấp thêm đôi cánh, cũng khó mà chạy thoát. Lạc Tâm nghe thấy lời nói của Công Tôn Ninh, lồng ngực cũng nhịn không được mà chập trùng nhìn về phía công tôn ninh rồi nói, không phải anh đã nói lâm thanh diện ở trước mặt của anh cũng chỉ là một con run con dế thôi sao? Tại sao bây giờ lại trở thành chúng ta bị cậu ta nắm mũi dắt đi? Nhà họ công tôn của các người không phải là gia tộc cao cấp trên thế giới à? Tại sao ngay cả một lâm thanh diện nho nhỏ mà cũng không thể đối phó được? Công tôn ninh nghe thấy lời nói của lạc tâm, trực tiếp tắt một bạt tay tới, mắng con mẹ nó chứ làm sao tôi biết được ba của anh ta chính là ông chủ của quan lĩnh, quan lĩnh của hiện tại đã trở thành một con quái vật khổng lồ, cho dù là nhà họ công tôn thì cũng phải né tránh. Cô ở đây mà oán trách tôi, mẹ kiếp, tôi đi trách ai đây? Lâm Thanh Diện nhìn hai người đang cãi nhau ỏm tỏi ở trước mặt, cười nói, trước tiên thì các người có thể tiết kiệm một chút sức lực, chờ một lát nữa cùng nhau đi gặp Diêm Vương đi, có oán trách lẫn nhau thì cũng đã muộn rồi. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 515